vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 2. Nó phải được trả lại bằng máu của Sở Trần, và cái giá mà gia đình họ Tống phải trả không chỉ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Ngày càng có nhiều người tới xem, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng hơi trầm xuống, mọi người đang chờ anh ấy đưa ra quyết định, bởi vì đây là khách sạn Hoàng Đình, địa bàn của nhà họ Diệp. Tống Nhan là người phụ nữ mà Diệp Thiếu Hoàng muốn theo đuổi, trong khi Vinh Đông có thể nói là người của nhà họ Diệp. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm Sở Trần, lúc này trong đầu hắn thậm chí có một tia ý nghĩ. Phải chăng đây là Sở Trần cố ý phá hoại quan hệ giữa hắn và nhà họ Tống? Tuy nhiên, Diệp Thiếu Hoàng lập tức lắc đầu trong ý thức, làm sao một kẻ ngu ngốc có thể tính toán nhiều như vậy được, ngược lại nếu là người thông minh, hắn không thể làm những chuyện như vậy hại người khác và chính mình. Sau đêm nay, ở Thiền Thành, chắc chắn sẽ có hơn một người muốn cái mạng của hắn. Diệp Thiếu Hoàng tin vào việc sự việc đêm nay chỉ là một tai nạn hơn. Đó là một trò đùa gây ra bởi một kẻ ngốc không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, nhà họ Tống phải trả một cái giá. Tống tiên sinh, Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tống Thiên Dương, nhẹ nói, ngài nên biết rằng dự án chúng ta đang nói mấy ngày nay là hợp tác ba bên. Và bên thứ ba chính là tập đoàn Vinh Thị. Nếu tối nay xảy ra chuyện như thế này, coi như cho dù ta có bỏ qua, e rằng tập đoàn Vinh Thị sẽ không còn ý định hợp tác nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người nhà họ Tống không khỏi biến sắc. Có một cú sốc mạnh trong lòng họ, vẻ mặt Tô Nguyệt tái mét nhìn Tống Thiên Dương. Bà biết nhà họ Tống đã chuẩn bị rất nhiều cho dự án đó, việc hợp tác cơ bản đã thành hình, nếu công bố hợp tác kết thúc vào thời điểm này thì nhà họ Tống sẽ mất mát thảm trọng. Tống Nhan nắm chặt góc áo nhìn Sở Trần. Đêm nay, anh ta thực sự gặp rắc rối. Diệp Thiếu gia, Tống Thiên Dương cố gắng duy trì bình tĩnh, vừa định nói, Diệp Thiếu Hoàng đã xua tay. Không cần nói thêm nữa, tôi xin nhận lời xin lỗi của Tống Nhan tiểu thư. Tôi sẽ thay Đông Tử nhận lấy. Chuyện tối nay liền như vậy đi. Diệp Thiếu Hoàng nhìn Vinh Đông, sinh nhật Tống Nhan tiểu thư, cho tôi chút mặt mũi, đi thôi, Diệp đại ca sẽ đi dạo với em và nói chuyện. Vinh Đông hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, sau đó đối với Diệp Thiếu Hoàng gật đầu. Hắn đương nhiên là nghe lời Diệp Thiếu Hoàng. Sự phát triển của tập đoàn Vinh Thị trong những năm qua không khỏi nhờ sự ủng hộ của nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông rời đi, những người xem cũng bắt đầu tản ra. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không có đi về mà đi thẳng vào khách sạn Hoàng Đình. Đêm nay, nhà họ Tống đã xúc phạm đến nhà họ Diệp và tập đoàn Vinh Thị, không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, những người không có quan hệ sâu sắc với nhà họ Tống đương nhiên sẽ lựa chọn vạch ra một đường rõ ràng. Bữa tiệc sinh nhật của Tống Nhan Tam tiểu thư, giờ đây họ tránh còn không kịp. Chẳng mấy chốc, ở cửa trước của khách sạn Hoàng Đình, chỉ còn lại nhà họ Tống và các bảo vệ của khách sạn Hoàng Đình vẫn đứng ở một bên. Con người của người nhà họ Tống nhìn chằm chằm Sở Trần, cả người đều sắp thở ra lửa. Tất cả đều đang cố để kim nén cơn tức giận trong lòng. Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tống Thu nói, đi về nhà. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Đêm nay, quả là một ngày đặc biệt đối với nhà họ Tống. Theo kế hoạch, ông sẽ tuyên bố trong bữa tiệc tối rằng con rể Sở Trần, người đã ở trong gia đình được 5 năm, sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Tống. Cũng trong kế hoạch của Tống Thiên Dương, nhà họ Tống sau đêm nay sẽ ra thuận thế phát triển bên ngoài, hướng tới đỉnh cao năm xưa. Không ngờ, mọi chuyện xảy ra đêm nay lại đi trái kế hoạch của ông ta. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nó đã kết thúc. Khi vận may của Sở Trần tiêu tan, gia đình họ Tống dường như phải trở lại tình trạng khó khăn của 5 năm trước một lần nữa sau một đêm. Sở Trần, đi thôi. Tống Nhan nói với Sở Trần. Cậu ta không thể đi cùng chúng ta. Tống Thiên Dương lạnh giọng nói. Cha nói đúng, Sở Trần không còn tư cách bước chân vào nhà họ Tống. Cậu cút đi, nhà họ Tống bị Sở Trần cậu hại còn chưa đủ sao? Người nhà họ Tống đều tức giận mắng mỏ. Nếu không phải thân phận, e rằng muốn xông tới xé nát Sở Trần làm đôi. Cha Tống Nhan còn muốn nói, Tống Thiên Dương đã xua tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, trầm giọng nói, không cần nói, ta cũng chỉ là nghĩ đến an toàn cá nhân của chúng ta. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Nhan không khỏi biến sắc. Tống Thiên Dương lạnh lùng nói, con cho rằng thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị đã bị sỉ nhục như vậy, thật sự sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là không tính toán, ta đã hứa với Sở Trần một ngày sau sẽ từ bỏ hắn. Nếu Sở Trần có thể an toàn trở lại bước tới cửa nhà họ Tống, ta sẽ đích thân mở cửa nghênh đón. Lâm Tín Bình theo sát mà nhìn chằm chằm Sở Trần một cái, lạnh lùng nói,
hắn có thể an toàn trở về, anh sẽ pha cho hắn một chén trà dâng lên. Người nhà họ Tống lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Theo quan điểm của họ, Sở Trần sẽ gặp phải thảm họa nếu bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình vào đêm nay, tuy nhiên đây chính là do Sở Trần tự mình làm mình chịu. Căn bản nó không đáng để bọn họ thương cảm, họ thậm chí còn muốn tự mình dạy cho Sở Trần một bài học. Chỉ có vẻ mặt của Tống Nhan là lo lắng, liếc nhìn Sở Trần, thấy Sở Trần không có chút nào lo lắng, Tống Nhan càng cảm thấy bất an hơn, nhìn Tống Thiên Dương nói cha, không cần biết Sở Trần đã làm gì tối nay. Hắn vẫn đại biểu cho nhà họ Tống, trước khi còn chưa rời khỏi nhà họ Tống, anh ấy vẫn là người của nhà họ Tống, Diệp Thiếu Hoàng không có làm khó Sở Trần trước mọi người vì ngại sẽ phải đối phó với nhà họ Tống, nó đã đủ để giải thích cho điều này. Lúc này, chúng ta càng không nên để Sở Trần một mình rời khỏi khách sạn Hoàng Đình, nếu không, các gia tộc lớn ở Thiền Thành sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống của chúng ta. Bỏ rơi Sở Trần sẽ bị coi là trò cười và chê cười sự vô năng của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương nhìn Tống Nhan chằm chằm, nhưng mặt khác, nếu nhà họ Tống muốn bảo vệ Sở Trần, chúng ta sẽ phải đối địch với nhà họ Diệp. Nhan Nhan, con cho rằng chúng ta có thể chọc nổi nhà họ Diệp sao? Vậy nên đêm nay phải để cho Sở Trần tự sinh tự diệt sao? Tống Nhan xác thực lẩm bẩm, Nhan Nhan, đừng cứng đầu nữa. Tô Nguyệt nói, tuy rằng nhà họ Tống đã mượn vận may của Sở Trần suốt 5 năm, nhưng hắn đối với chúng ta đêm nay còn chưa đủ khổ sở sao? Bữa tối mừng sinh nhật kết thúc còn trước khi bắt đầu. Con nên biết rằng dự án hợp tác với nhà họ Diệp quan trọng như thế nào với chúng ta. Sở Trần giờ đã trở thành một ngôi sao tai ương. Tống Như Hải lúc này vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Để tài xế lái xe qua đây rồi về nhà ngay. Việc sắp xếp cứ như thế đi. Tống Thiên Dương sắc mặt bình tĩnh. Tống Như Hải mồ hôi lạnh toát chảy ra, cũng không dám nói thêm, vội vàng gật đầu. Hắn còn không có thời gian liên lạc với Tống Bưu, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, Sở Trần đã gây ra đại họa, ảnh hưởng đến nhà họ Tống, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vợ chồng là chim chung rừng, lâm vào đại nạn nào có chuyện đi riêng. Đôi mắt Tống Nhan lóe một tia kiên định, nhà họ Tống có thể bỏ rơi Sở Trần, nhưng con không làm được. Sở Trần là con mang tới, con nhất định phải đưa anh ấy đi. Tống Nhan đi về phía Sở Trần, đi theo tôi. Sở Trần gật đầu đi theo Tống Nhan. Tống Nhan, Tống Thiên Dương tức giận mở miệng, gọi tên cô. Một ngày còn chưa ký vào đơn ly hôn, con và Sở Trần vẫn là vợ chồng. Tống Nhan nói, con đưa anh ta đi không phải đại diện cho lập trường của nhà họ Tống, mà vì anh ấy là chồng của Tống Nhan con. Nếu con bỏ mặc anh ấy, lương tâm của con sẽ cắn rứt. Tống Nhan bước ra khỏi khách sạn Hoàng Đình mà không hề ngoái lại. Lên xe, cha, chị ba, Tống Thu nhíu mày. Con bé chính là như vậy. Tống Tình không nhịn được tức giận nói, 5 năm nay, con bé tuy một mực bất mãn về sự sắp xếp của gia đình khi để nó và Sở Trần kết hôn, nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến tên ngốc này. Nó luôn cảm thấy mặc cảm vì tai nạn gây ra với Sở Trần nên khiến hắn ngu ngốc. Trong lòng nó luôn day dứt, nếu Diệp Thiếu Hoàng biết rằng Nhan Nhi đã đích thân đưa Sở Trần ra ngoài, sẽ không có cách nào cứu vãn chuyện này. Tống Vân vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì được. Con bé thật quá ngây thơ. Tống Thiên Dương lắc đầu, coi như nó tự mình đưa Sở Trần ra ngoài, cũng không cứu được Sở Trần, chỉ có thể nhìn Sở Trần bị tiêu diệt. Tiểu Thu, con hãy đi theo đề phòng và bảo vệ chị ba của con. Vâng, thưa cha, Tống Thu sải bước đi, trực tiếp mở cửa xe và ngồi xuống, chị đừng lo, em có thể bảo vệ chị. Tuy nhiên, em nói trước nếu có ai đó muốn đánh đập Sở Trần, em sẽ không quan tâm. Tống Nhan do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô rất muốn Tống Thu một lần bảo vệ Sở Trần, nhưng cô cũng biết Tống Thu không thể đồng ý. Xe nổ máy và lái chậm chậm rời khỏi khách sạn Hoàng Đình. Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ ở cửa khách sạn Hoàng Đình nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lấy điện thoại di động ra, hắn ở trong xe của Tống Nhan Tam Tiểu Thư, trên xe còn có Tống Thu. Là Tống Thiên Dương sắp xếp để đi theo bảo vệ Tống Tam Tiểu Thư. Trên đường phố tấp nập xe cộ qua lại, nhìn nó có vẻ thanh tĩnh. Nhưng lòng bàn tay của Tống Nhan lại đổ mồ hôi lạnh. Ở Thiền Thành là thành phố sùng võ, thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị, người ngồi sau lưng Tống Thu và đám người khác đều là người học võ. Nhưng càng như vậy, Tống Nhan càng lo lắng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, cô sợ sẽ có chuyện xảy ra mà mình không kiểm soát được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn từ ánh mắt đó của Vinh Đông, chắc chắn hắn ta nóng lòng muốn đập cơ thể Sở Trần thành nhiều mảnh. Tống Nhan. Em dường như rất căng thẳng,
Trong xe yên tĩnh, Sở Trần đột nhiên lên tiếng. Từ trong khóe mắt, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, cô cảm thấy Sở Trần đêm nay thật sự khác trước rất nhiều. Anh vì cái gì mà đánh tên Vinh thiếu gia kia? Tống Nhan không nhịn được hỏi. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, hắn miệng thối dám mắng tôi. Tống Thu khịt mũi sau lưng, tôi cũng mắng anh tại sao không đánh tôi? Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng cười. Cậu em rể này có phải có xu hướng thích bị bạo hành không? Nếu có cơ hội phải thỏa mãn cậu ta mới được si. Im lặng một lúc, Sở Trần hừ một tiếng, tôi đánh không lại cậu. Tống Thu khinh thường chế nhạo, biết được như thế là được rồi, đừng tưởng dùng cái sức mạnh ngu ngốc mà đi gây rối khắp nơi. Loại người như Vinh Đông, tôi có thể đánh 5 người một lúc. Nghe ra có thể thấy rằng Tống Thu có vẻ khá thành kiến với Vinh Đông. Nói như vậy, cậu có thể bảo vệ tốt Tống Nhan. Sở Trần nói, lời thừa, Tống Thu nhìn chằm chằm Sở Trần, tuy nhiên đừng có nghĩ nhiều quá, cho dù anh có bị giết ở trước mặt tôi cũng sẽ không nhíu mày. Đừng trách tôi không có nhắc nhở anh, nếu như anh bị bọn họ chặn, thật sự sẽ bị đánh chết. Sở Trần nhìn chằm chằm phía trước, sau khi đèn giao thông phía trước chỗ rẽ, sẽ có một con đường tương đối yên tĩnh. Có lẽ, đó là một nơi tốt để bắt đầu. Sở Trần liếc nhìn những chiếc xe đang theo sau qua gương chiếu hậu, vẻ mặt bình tĩnh. Dừng lại ở đèn đỏ. Sở Trần, Tống Nhan nhìn nghiêng, nếu xe của chúng ta bị chặn dừng lại, anh phải chạy càng sớm càng tốt, không được đánh nhau với người ta, hiểu không? Sở Trần giật mình một hồi, nhưng là gật đầu, được. Tôi sẽ để Tiểu Thu cố gắng ngăn chặn chúng. Tống Nhan hít một hơi thật sâu nhìn lại Tống Thu, đừng vội từ chối, có phải cánh chim bây giờ đã cứng cáp, chị gái nhờ em làm chút chuyện cũng không được đúng không? Tống Thu cười khổ, lén lút liếc nhìn Sở Trần, sau đó cười nói với Tống Nhan, đương nhiên là không phải rồi, chị gái, em sẽ cố gắng hết sức. Đèn xanh đã bật, Tống Nhan quay lại và lái xe vào con phố đó. Rầm, không cảnh báo, một chiếc ô tô từ phía sau đụng vào sau họ. Theo phản xạ, Tống Nhan đạp phanh. Ở một bên, một chiếc xe ô tô khác lao lên rồi đột ngột dừng lại, chặn đầu xe của Tống Nhan. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt, cô ấy đã nhận ra. Đó chính là người muốn đối phó với Sở Trần. Tống Nhan không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp ra tay tàn bạo như vậy. Sở Trần, chạy đi. Tống Nhan hét ngang một bên, đôi mắt đẹp mở to. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan, sau đó quay lại nói với Tống Thu, bảo vệ chị gái của cậu. Sở Trần mở cửa xe, nghĩ tới đây, lại xoay người, xe bị đụng hỏng, nhớ bắt bọn họ đền tiền. Tống Nhan vốn là lo lắng, nhưng là nghe đến này cười không nói nên lời, anh chạy ngay đi. Tống Nhan thấy có rất nhiều người đã lao ra khỏi xe của người kia. Sở Trần ngẩng đầu quét qua, sau đó nhẹ thở dài. Anh đã hứa với Tống Nhan sẽ không đánh nhau đêm nay. Sở Trần liền xoay người bỏ chạy. Một màn này cũng khiến đối phương đầy bất ngờ. Đuổi theo hắn, rất nhanh tên kia để ý qua, đồng thời, tên cầm đầu liếc nhìn Tống Nhan trong xe, có ý giễu cợt, tên con rể ngốc nghếch quả nhiên danh bất hư truyền. Thế mà lại để một cô vợ xinh đẹp như vậy ở trong xe và tự mình bỏ chạy, nhưng liệu mày có thể chạy thoát được không? Người này họ Vinh tên là Quan Hàng, anh ta là một võ sư của quán võ Vinh Diệu Quyền ở Thiền Thành. Ở Thiền Thành, võ học được rất nhiều người theo tập, Vinh Diệu Quyền quán là một sản nghiệp của tập đoàn Vinh Thị và nó khá nổi tiếng trong giới võ thuật của Thiền Thành. Vinh Quan Hàng dẫn theo hơn chục tên đệ tử từ Vinh Diệu Quyền quán đuổi theo Sở Trần. Anh ta tự tin. Dựa vào sự am hiểu của địa bàn quanh đây, mười mấy người đối phó một người rất dễ dàng. Một nhóm người đuổi theo anh ta, ngay sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Tống Nhan. Tống Nhan hai tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tiểu Thu, đi xem một chút. Tống Thu nhíu mày, chị ơi, ba chỉ bảo em bảo vệ chị. Chị không cần bảo vệ. Tống Nhan lắc đầu, cố nén lo lắng trong lòng, người của tập đoàn Vinh Thị còn không dám làm gì chị đâu, em đi nhanh đi. Trong bốn anh chị em nhà họ Tống, Tống Nhan và Tống Thu có mối quan hệ tốt nhất. Hai người đã ở bên nhau lâu nhất, từ nhỏ, Tống Thu đã nghe lời của Tống Nhan nhất. Lúc này, thái độ của Tống Nhan khá cứng rắn. Tống Thu không nói được gì, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở cửa xe, chị ơi, hãy nghe em nói sự thật. Đêm nay sau những tai họa mà Sở Trần gây ra, anh ta đã không thể sống được ở Thiền Thành rồi, anh ta hẳn là không thể ở lại. Việc anh ta muốn rời khỏi Thiền Thành thậm chí còn khó hơn. Tống Thu sải bước hướng về phía Sở Trần đã rời đi. Tống Nhan nắm chặt tay lái. Lúc này, một chiếc ô tô dừng bên cạnh, cửa mở, người bước ra là thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng. Tống Nhan,
không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt mỉm cười, phong độ lịch lãm, đêm nay là sinh nhật của tiểu thư, vốn không nên náo loạn thành như thế này. Tuy nhiên, bây giờ thì không sao nữa rồi, hãy để tôi đưa tiểu thư về nhà. Tống Nhan khẽ nhíu mày, nhìn sang bên trong xe của Diệp Thiếu Hoàng, vẫn còn đó vanh đông của tập đoàn Vinh Thị, người vừa bị Sở Trần dẫm nát. Không, tôi đang đợi tiểu thư. Tống Nhan lắc đầu từ chối. Tiểu thư Tống Nhan, để tôi cho cô biết điểm mấu chốt. Vinh Đông cũng bước xuống xe, tôi biết kẻ ngốc kia chính là người chồng trên danh nghĩa của cô, nhưng chậm nhất là ngày mai, cô sẽ phải ly hôn. Tôi cũng có thể nói thẳng với cô rằng đêm nay Sở Trần sẽ bị chặt một chân và một tay. Tôi sẽ nể mặt Diệp đại ca, để lại cho hắn một cái tay để hắn ta ký vào đơn ly hôn. Vinh Đông thở dài và nhìn Tống Nhan, Diệp đại ca như tôi biết ít khi đối xử tốt như vậy với một cô gái. Tống Nhan nắm chặt vô lăng cứng hơn. Vinh Đông, đừng nói nhảm nữa đi. Diệp Thiếu Hoàng vẫy vẫy tay, cười nhạt nói với Tống Nhan, vừa rồi ở trong khách sạn Hoàng Đình tôi không thể không ra quyết định, nhưng hợp tác ba bên, nhà họ Tống, không nhất thiết bị đẩy ra như thế. Tôi sẽ không vì thù oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của đại cục. Vinh Đông nói, nếu Tam Tiểu Thư trở thành người nhà rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tiếp tục hợp tác. Sau đó, Vinh Đông bước tới và mở cửa xe cho Tống Nhan. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Tống Nhan chìm xuống. Tống Nhan, mời cô lên xe. Diệp Thiếu Hoàng rất ưu nhã đi tới, vươn tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ta đã nói, đêm nay, người phụ nữ này phải bị chinh phục. Không một con mồi nào mà anh ta đã để mắt tới có thể trốn thoát. Cách Diệp Thiếu Hoàng không xa, bên cạnh cây lớn bị bóng tối che khuất, Tống Thu bất giác nắm chặt tay, thật hèn hạ. Dùng sự hợp tác của hai nhà để uy hiếp Tống Nhan. Từ bên cạnh, Sở Trần thở dài, Tống Thu, cậu cứ vậy nhìn chị gái mình bị bắt nạt như vậy sao? Tay của Tống Thu siết chặt hơn. Trong một khoảng thời gian, Tống Thu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cậu nhìn nghiêng Sở Trần. Anh rể ngốc nghếch này dường như thực sự đã thay đổi trong đêm nay, đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Sở Trần, anh làm sao lại quay trở lại? Tống Thu rất tò mò. Hắn vừa đi tới liền muốn xem tình huống của Sở Trần. Trong tưởng tượng của hắn, Sở Trần lẽ ra bị nằm dạp trên mặt đất, nhưng kết quả Sở Trần lại bình thản quay trở lại. Bọn chúng hẳn là bị mất dấu anh. Sở Trần cười nhìn về phía trước, nói chính sự đi, cậu định làm thế nào? Tống Thu sắc mặt hơi thay đổi. Cậu rất tức giận, tuy nhiên, thân phận của người bên kia khiến cậu vô cùng e ngại. Nhà họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng, đây là sự tồn tại mà nhà họ Tống không thể đắc tội. Tôi có thể làm gì nữa? Vẻ mặt Tống Thu chua xót, Diệp Thiếu Hoàng, làm sao cậu ta có thể khiêu khích hắn? Cậu đúng là đồ bỏ đi. Sở Trần giễu cợt bước về phía trước, không thèm nhìn lại. Anh, khi Tống Thu nghe được câu đầu tiên của Sở Trần, cậu định tức giận phản bác. Nhưng những gì Sở Trần nói tiếp theo lại khiến cậu sững sờ. Hãy nhớ kỹ lời anh rể nói, kẻ nào hại người yêu thích của cậu, bất kể là thân phận gì, hãy đánh chết hắn. Tống Thu nhìn Sở Trần từng bước tiếp cận Diệp Thiếu Hoàng. Ven đường có một cái thùng rác, Sở Trần thản nhiên cầm lấy. Diệp Thiếu Hoàng lúc này mới mỉm cười, nhìn về phía Tống Nhan, tay đã đưa tới trước mặt Tống Nhan. Diệp Thiếu Hoàng không vội vàng, anh tin chắc rằng người phụ nữ này nhất định sẽ bị khuất phục. Anh ta tận hưởng cảm giác chờ đợi con mồi của mình bị mắc câu. Này, sau lưng anh ta, một giọng nói vang lên. Vinh Đông quay đầu lại, trợn to hai mắt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng cũng quay lại khi anh ta nghe thấy những lời này. Không thể tin được, Sở Trần làm sao có thể xuất hiện ở đây. Lúc này, Sở Trần đã ở gần trong gang tấc, Sở Trần, mày đứng lại. Nhìn thấy Sở Trần trong tay vẫn đang cầm một cái thùng rác, Vinh Đông liền tiến lên một bước. Sở Trần nhấc chân lên, Vinh Đông còn chưa kịp phản ứng mắt đã cảm thấy bụng đau nhói, bất giác lùi về phía sau, đụng vào người của Diệp Thiếu Hoàng. Sở Trần bước lên, đập thùng rác trong tay. Vinh Đông và Diệp Thiếu Hoàng đã quá trễ để trốn thoát, vì vậy họ đã bị thùng rác đập úp vào đầu. Hai người lảo đảo quay lại kêu lên, Sở Trần lại đá váng ra, hai bóng người ngã xuống đất, thùng rác đập mạnh trên mặt đất. Rác rưởi, Sở Trần sải bước về phía trước, đá vào hai người bọn họ vài cái. Tống Thu ở đằng xa sững sờ. Một người là thiếu gia nhà họ Diệp, một người là con trai của chủ tịch tập đoàn Vinh Thị. Lúc này, hai người thật sự bị bắt vào cùng một cái thùng rác, bị người đập mạnh trên mặt đất. Kẻ gây ra chuyện này là một tên con rể ngốc nghếch, Sở Trần, người mà toàn bộ Thiền Thành đều xem thường.
Tống Thu cảm thấy não mình như bị đoạn mạch, không thể không hiện lên những lời của Sở Trần một lần nữa. Anh ta thực sự đánh bọn họ một cách thô bạo, đánh đẹp, Tống Thu đột nhiên thốt lên, cảm thấy càng xem càng cảm thấy sảng khoái, tuy nhiên, anh ta sớm im bặt, nhìn xung quanh với lương tâm cắn rứt, mặc dù trông rất ngầu nhưng Tống Thu không có dũng khí để đánh tơi bời Diệp Thiếu Hoàng. Tống Nhan cuối cùng cũng có phản ứng, sắc mặt đại biến, xuống xe đi lên, Sở Trần, mau dừng lại. Sở Trần một cước thu lại và đá Diệp Thiếu Hoàng một lần nữa. Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất rú lên đau đớn, sắc mặt Tống Nhan tái nhợt. Sở Trần đêm nay thật sự gặp tai họa. Thiên Thành, có ai dám bỏ Diệp Thiếu Hoàng vào thùng rác và đánh anh ta trên mặt đất một cách tơi bời? Tống Nhan lo lắng sắp khóc, Sở Trần, tôi không phải nói anh không thể cùng người đánh nhau sao? Sở Trần liếc nhìn hai người đang hú dưới chân mình, sau đó ngẩng đầu lên cười dịu dàng, tôi không đánh với bọn họ, tôi chỉ là đơn phương đánh chết bọn họ. Nói xong, Sở Trần như muốn xác nhận lại lần nữa tuyên bố của mình, anh đá hai người xuống đất đá thêm vài cái. Đây là ẩu đả, hoàn toàn không phải một cuộc chiến. Tống Nhan sững sờ, đôi mắt cô ấy nhìn Sở Trần đầy hoài nghi. Sau 5 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Trần với bộ dạng này, cô vẫn là không nói nên lời. Điều này thậm chí còn khó tin hơn việc anh ta đánh bại Diệp Thiếu Hoàng. Nhưng mà lúc này, Tống Nhan cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng ngăn cản Sở Trần đang còn muốn động chân tiếp, anh mau chóng đi đi, lập tức rời khỏi Thiền Thành. Sở Trần mở cửa ngồi vào ghế lái xe, lên xe đi, Tống Nhan bất lực nhìn hai người trên mặt đất, cô cũng biết nếu không rời đi vào lúc này thì sẽ rất phiền phức. Tống Nhan vừa định lên xe, liền dừng lại, nghi ngờ nhìn Sở Trần, anh lái xe được không? Sở Trần giật mình, xuống xe nở nụ cười, Tống Thu cũng nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Trần. Cả ba nhanh chóng lên xe phóng đi, trong xe có một yên tĩnh một khoảnh khắc. Sở Trần nói, con đường này dường như không phải là đường về nhà. Anh còn dám về nhà. Tống Thu cáu kỉnh nói, chị gái tôi định tiễn anh đến ngã tư đường cao tốc và tìm xe để anh rời Thiền Thành trong đêm nay. Sở Trần cau mày, tôi đi rồi, nhà họ Tống sẽ làm thế nào? Tống Thu phập phồng, suýt chút nữa bật cười, sau đó liếc nhìn Sở Trần, không thế nào cả, anh ở lại cũng không giúp gì được nhà họ Tống cả. Cầu xin anh, đừng gây thêm chuyện cho nhà họ Tống nữa. Anh tưởng rằng dùng một chút sức mạnh ngốc nghếch của anh để đánh Diệp Thiếu Hoàng, vấn đề liền được giải quyết sao? Anh đã gây ra đại họa, nếu không rời đi đêm nay, e rằng sau này anh sẽ không có cơ hội rời khỏi Thiền Thành một cách an toàn nữa. Bản thân Tống Thu cũng không nhận ra những lời Sở Trần nói trước khi đánh tơi tả Diệp Thiếu Hoàng đã khiến hắn vô hình chung thay đổi cái nhìn về Sở Trần. Ít nhất, hắn cũng giống như Tống Nhan bây giờ, hy vọng Sở Trần có thể an toàn trốn thoát khỏi Thiền Thành. Sau cùng, Sở Trần đã đánh Diệp Thiếu Hoàng để bảo vệ chị gái mình. Tôi muốn về nhà, vẻ mặt Sở Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, một tay cầm vô lăng nhìn Tống Nhan, làm cô dừng lại. Diệp Thiếu Hoàng cùng tập đoàn Vinh Thị sẽ không buông tha cho anh. Tống Nhan nói, bọn họ không thể quang minh chính đại xông vào nhà họ Tống và giết người rồi phóng hỏa đi. Sở Trần nở nụ cười, cho dù phải rời đi cũng phải vào buổi tối ngày mai, tôi còn phải ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cha chúng ta không phải cho tôi một ngày sao? Bây giờ, làm sao tôi có thể bỏ rơi vợ tôi và bỏ đi một mình? Tống Nhan, Sở Trần, đêm nay anh bị bọn họ làm cho sợ hãi đến mức đột nhiên biến từ kẻ ngốc thành kẻ mất trí rồi sao? Tống Thu nghi ngờ hỏi, bình thường anh sẽ không nói những lời điên cuồng như thế. Anh không thể trở về. Ánh mắt Tống Nhan kiên định, lấy thân phận của Diệp Thiếu Hoàng, tối nay xảy ra chuyện như thế này, nhà họ Diệp sẽ làm bất cứ chuyện gì để đối phó với anh. Nhà họ Tống cũng không thể bảo vệ anh được. Chuyện này sẽ không truyền ra ngoài đâu. Sở Trần cười nhẹ, chuyện xấu hổ như vậy, Diệp Thiếu Hoàng nhất định sẽ giữ bí mật, thậm chí còn coi như không có chuyện gì. Làm sao có thể không truyền ra? Tống Thu buột miệng, cậu sẽ nói ra sao? Sở Trần hỏi, Tống Thu lắc đầu, em đương nhiên sẽ không. Không thế thì tốt rồi. Sở Trần nói, camera giám sát con đường đi vừa rồi rõ ràng đã bị phá hủy. Diệp Thiếu Hoàng vốn là muốn xử lý ta không để lại chứng cứ. Bây giờ việc hắn bị vứt vào thùng rác sẽ không có một ai biết, cho nên dù là Diệp Thiếu Hoàng trả thù thì sẽ trả thù bí mật, sẽ không đến vây nhà họ Tống để giết và phóng hỏa. Đừng lo lắng, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, cô lo lắng, Diệp Thiếu Hoàng định giết người rồi phóng hỏa sao? Về nhà đi, Sở Trần cười thoải mái, thiếu gia nhà họ Hạ có hẹn với tôi, trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau. Có thật không?
Cả hai người Tống Nhan và em trai đều sửng sốt, thái độ của Hạ Thiếu gia đối với Sở Trần tối nay quả thực rất đáng ngạc nhiên. Diệp Thiếu Hoàng công khai trước khách sạn Hoàng Đình rằng nhà họ Tống phải bị giải trừ trong dự án hợp tác ba bên, nhà họ Tống bị ảnh hưởng nặng nề, lúc này nếu thực sự có thể bắt được đường dây của nhà họ Hạ, đối với nhà họ Tống, bọn họ có thể trở mình, biến nguy thành an. Sở Trần gật đầu, Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Lần đầu tiên sau 5 năm, cô cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Sở Trần. Nhận xét vừa rồi không thể nói ra bởi một kẻ ngu ngốc. Tống Nhan do dự, chị gái, trở về đi. Tống Thu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đã lớn thế này rồi, từ nay đến đêm mai, em trong khoảng thời gian này sẽ có trách nhiệm bảo vệ Sở Trần. Biệt thự gia đình nhà họ Tống, phòng khách, ngập tràn không khí u ám. Đêm nay lẽ ra phải là một ngày rất sôi động, nhà họ Tống đáng ra sẽ xuất hiện trong giới kinh doanh quý tộc Thiền Thành với một thái độ mới. Nào ngờ, một chuỗi biến cố xảy ra, khiến nhà họ Tống trở tay không kịp. Người nhà họ Tống im lặng. Tất cả đều đang nghĩ biện pháp đối phó. Bên ngoài đại sảnh, Tống Thiên Dương bước vào. Mọi người đều đứng dậy. Lão gia tử nói thế nào? Tô Nguyệt vội vàng hỏi. Tống Thiên Dương vẻ mặt có chút khó coi, bản thân ta sẽ tự tìm cách giải quyết. Tống Thiên Dương tiến lên, ngồi xuống, ánh mắt u ám, Sở Trần làm nhục Tống Khánh Bằng trong phòng tiệc. Lão nhị cũng tới lão gia tử đệ đơn khiếu nại. Tống Thiên Dương là con trai cả của lão gia nhà họ Tống. Dưới gối lão gia tử của hắn còn có hai người con trai. Lão gia tử làm sao có thể để ý chuyện hậu bối đánh nhau. Tô Nguyệt buột miệng, đừng quên nội quy nhà họ Tống, vị trí gia chủ, vẫn còn có thể thay đổi. Tống Thiên Dương nói, trong năm nắm qua, với sự trợ giúp của Trương Đạo Trưởng, chúng ta đã nhiều lần biến nguy hiểm thành an nhiên. Ta cũng đã đảm nhiệm tốt vị trí gia chủ, nhưng đêm nay, Tống Thiên Dương trợn mắt, trong lòng tràn đầy tức giận, Sở Trần không biết tốt xấu. Đã xúc phạm nhà họ Diệp và nhóm người nhà họ Vinh, báo hại nhà họ Tống. Lời của lão nhân gia nhắc nhở ta rằng nếu chuyện này không được xử lý đàng hoàng thì vị trí của người đứng đầu nhà họ Tống, ta sợ sẽ phải bị thay thế. Dù sao mấy năm nay ngành mà chú hai chịu trách nhiệm cũng phát triển nhanh chóng, vẻ mặt chị cả Tống Vân cũng có chút biết sắc. Đều trách Sở Trần, Lâm Tín Minh nghiến răng, Trương đạo trưởng biết rằng vận may của Sở Trần đã cạn kiệt, nên muốn chúng ta lập tức cắt đứt quan hệ với Sở Trần. Đáng tiếc, không ngờ Sở Trần lại vô liêm sỉ xé bỏ thỏa thuận ly hôn. Nếu không thì tốt rồi, về cơ bản sẽ không phải lo lắng quá nhiều thứ. Tên ngốc kia, hiện tại sợ là Tống Tình khóe miệng cong lên, thôi, cũng không đáng để thương cảm. Có tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài truyền tới. Chu Kiếm, con rể nhà họ Tống, giọng điệu nhanh chóng bước vào, Thanh Phong đạo trưởng đã tới. Mọi người mắt sáng lên, năm nắm trước, khi nhà họ Tống đang trên đà chấn động. Thì may mắn có sự xuất hiện của vị Trương đạo trưởng, người đã giúp nhà họ Tống vượt qua khó khăn một cách thần kỳ nhờ tài năng về các loại huyễn học, tướng thuật. Nhà họ Tống đối với người này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Tống Thiên Dương đích thân đi ra ngoài nghênh đón, đạo trưởng Thanh Phong. Thanh Phong đạo trưởng là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở Thiền Thành. Chuyện xảy ra tối nay là do nhà họ Tống không cắt đứt quan hệ với Sở Trần vào thời điểm do Trương đạo trưởng chỉ định. Thanh Phong đạo trưởng. Tống Thiên Dương nóng lòng hỏi, không biết có thể liên lạc với Trương đạo trưởng được không? Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có thể tìm Trương đạo trưởng và tìm cách khắc phục. Năm năm qua, Tống Thiên Dương cũng đã quen với việc dựa dẫm vào Trương đạo trưởng. Sư tôn đã tới cửu huyền môn bái sư rồi, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu nói, lời vừa dứt, người nhà họ Tống liền trợn tròn mắt. Đi bái sư. Tống Tinh cảm thán nói, lấy đạo hạnh của Trương đạo trưởng mà vẫn cần bái sư sao? Trong mắt người nhà họ Tống, Trương đạo trưởng đã là một người tuyệt vời. Đương nhiên, đạo trưởng Thanh Phong thở dài nói, để chuẩn bị cho lần bái sư này, sư phụ đã ở Thiền Thành 5 năm, hơn nữa, còn chưa chắc có thể thành công bái kiến vào cửu huyền môn. Tống Thiên Dương ánh mắt kinh ngạc, cửu huyền môn xét cho cùng là ở nơi nào? Vẻ mặt của Thanh Phong đạo trưởng lộ ra ánh sáng chói mắt. Thiên hạ đệ nhất môn phái, đứng đầu tất cả các môn, cửu huyền môn đơn giản chính là được người người ngước nhìn. Thiên hạ đệ nhất môn phái, nhà họ Tống không hiểu điều này, nhưng họ đã kết luận từ những lời của Thanh Phong đạo trưởng rằng sẽ không thể gặp Trương đạo trưởng trong thời gian ngắn. Tôi nên làm gì bây giờ? Tống Thiên Dương thở dài. Một đường qua đây con cũng đã nói qua sự việc cho Thanh Phong đạo trưởng rồi ạ. Chu Kiếm lúc này đột nhiên nói, đạo trưởng có thể tính toán cho chúng ta. Khí vận trên người của Sở Trần,
rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, ánh mắt của người nhà họ Tống đều rơi vào trên người của Thanh Phong đạo trưởng. Đôi mắt sáng lên, đúng rồi, Thanh Phong đạo trưởng là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở Thiền Thành, hơn nữa Thanh Phong đạo trưởng cũng có uy tín nhất định trong Thiền Thành. Đây là ngày sinh của Sở Trần, Tống Thiên Dương đã nhanh chóng viết nó. Năm nắm trước, ông ta tìm thấy rất nhiều thứ lộn xộn từ trong ba lô của Sở Trần. Trong số đó có 8 chữ số trong ngày sinh của Sở Trần, còn nữa, đây là 8 chữ số trong ngày sinh của tiểu nữ Tống Nhan. Thanh Phong đạo trưởng nhận lấy, vẻ mặt nghiêm túc, trở nên tập trung. Người nhà họ Tống cũng im lặng nhìn Thanh Phong đạo trưởng. Đôi lông mày dài của Thanh Phong đạo trưởng đôi khi nhăn lại, khuôn mặt của anh ấy thỉnh thoảng biến sắc, thỉnh thoảng lại thấy miệng anh ta lẩm bẩm. Khoảnh khắc, Thanh Phong đạo trưởng thân thể chấn động, anh ta lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thiên Dương. Một lúc sau, Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu thở dài bất lực, đạo hạnh của ta còn nông cạn, không thể nhìn thấu vận may của người con trai này. Ánh mắt người nhà họ Tống không giấu được vẻ thất vọng. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu và đáp lại bằng một nụ cười mạnh mẽ, thật sự đã vất vả cho đạo trưởng rồi. Trên đường về nhà họ Tống, Tống Thu không kìm lại được nữa, nói, Sở Trần, anh làm thế nào để loại bỏ nhóm thành viên của Vinh Diệu Quyền võ quán vậy? Tại sao anh vừa đi đã bất ngờ quay lại luôn rồi? Sở Trần lắc đầu, tôi cũng không biết, bọn họ đuổi theo tôi liền biến mất. Tống Thu, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Sở Trần đột nhiên nói, Tiểu Thu, sao còn không gọi điện cho ba và báo rằng tôi đã an toàn? Đúng rồi, Tống Thu gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra. Ba, con sắp về rồi, không sao đâu ba, về nhà chúng ta nói chuyện đi. Sở Trần ạ, anh ta cũng ở trong xe, không có chuyện gì xảy ra cả ba ạ. Tống Thu nói xong liền cúp điện thoại, tuy nhiên, lúc này trong tiềm thức Tống Thiến lại có một cảm giác khác lạ. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khóe miệng Tống Thu khẽ co giật, Sở Trần, đêm nay anh thật sự ăn mật báo. Bắt đầu từ việc rót đầy rượu cho Tống Khánh Bằng, mỗi người một việc, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, bất chấp hậu quả. Bây giờ, anh ấy thậm chí đã tính toán lên bố vợ của mình. Tống Thu nhớ rõ cha anh đã nói rõ ràng rằng nếu Sở Trần trở về cửa an toàn lành lặn, ông sẽ đích thân mở cửa chào đón. Sở Trần đã trở lại, thế này khác gì anh ta tát vào mặt bố vợ mình. Tống Thu lúc này cũng có phản ứng, không khỏi há to miệng. Anh ấy còn gọi điện về nhà để thông báo. Đây không phải là ta đã nhắc nhở ba một cách gián tiếp, Sở Trần đã trở lại, ba mau chuẩn bị mở cửa nghênh đón. Khốn kiếp, Tống Thu sắp khóc không còn nước mắt, nhưng không còn cách nào khác. Không thể gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, bảo ba cậu đừng ra ngoài nghênh đón, thực sự cậu không cố ý gọi nhắc nhở. Tống Thu vô thức sờ đầu mình, có linh cảm rằng tối nay khi về nhà, đầu mình sẽ bị đập cho to ra. Sở Trần, anh cố ý. Tống Thu đột nhiên nghĩ tới, lập tức nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, tôi cố ý làm cái gì? Tống Thu nghiến răng, nuốt nó vào miệng, đừng lý luận với những kẻ ngu ngốc, phòng khách nhà họ Tống. Mọi người nhìn Tống Thiên Dương với vẻ nghi hoặc, sau khi Tống Thiên Dương trả lời điện thoại, cả người ông như hóa đá, bất động đứng chôn chân. Trong một thời gian dài, Tống Vân, chị cả nhà họ Tống, không nhịn được hỏi, ba, có chuyện gì vậy ạ? Tống Thiên Dương thu hồi sự chú ý, ánh mắt phức tạp, Tiểu Thu gọi điện thoại lại nói rằng nó sẽ về nhà sớm, Sở Trần cũng đang ở trong xe của nó. Đây là có ý gì chứ? Sở chờ không xảy ra việc gì sao ba? Lâm Tín Bình hai mắt mở to tròn xoe, vẻ mặt lộ ra vẻ không tin, hắn làm sao có thể không sao chứ? Con nghe nói quán chủ của Vinh Diệu Quyền võ quán đã đích thân ra mặt, Tô Nguyệt nhìn Tống Thiên Dương, vẻ mặt có chút khó coi, đột nhiên nghĩ đến những gì Tống Thiên Dương đã nói trong khách sạn Hoàng Đình, sắc mặt đại biến, không thể không biến sắc một vài lần. Khóe miệng cô giật giật, Tiểu Thu, sao lại gọi điện thoại trở về? Tống Thiên Dương lồng ngực cũng dao động mạnh, chốc lát. Tống Thiên Dương sải bước đi về phía cửa. Ba thực sự không nên muốn, Lâm Tín Bình cũng đột ngột đứng lên. Ba từ trước tới nay đều nói một không nói hai. Vẻ mặt của Tống Vân cũng phức tạp không kém. Không ai nghĩ rằng Sở Trần lại có thể an toàn trở về nhà họ Tống. Có thể, những người ở Vinh Diệu Quyền võ quán sẽ đợi Sở Trần trước cửa nhà chúng ta. Tống Tình đột nhiên lên tiếng. Người nhà họ Tống theo chân Tống Thiên Dương bước ra ngoài. Cửa nhà họ Tống đóng chặt. Tống Thiên Dương đi tới, chậm rãi mở cửa lớn ra, trước mặt ông, đèn xe vừa lúc sáng đèn đi tới. Bên trong xe, Tống Thu chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, vẻ mặt khóc giống, chị ơi,
em không xuống xe có được không? Còn không xuống xe, còn chờ ba ba qua mở cửa cho em sao? Tống Nhan nói xong, đem cửa xe mở. Tống Thu vội vàng chạy theo. Sở Trần xuống xe, ba người cùng nhau đi về phía Tống Thiên Dương. Giờ phút này, trong lòng Tống Nhan không khỏi có chút hỗn loạn. Sở Trần đã thực sự làm được điều đó và yêu cầu ba cô đích thân mở cửa để chào đón anh. Đây là điều chưa từng xảy ra của nhà họ Tống. Vẻ mặt Tống Thiên Dương rõ ràng rất khó nhìn, ông ta liếc mắt nhìn ba người bọn họ, sau đó xoay người bước vào. Người nhà họ Tống cũng lần lượt bước vào. Sở Trần, tôi thật không biết đêm nay anh thật là điên hay giả vờ ngốc. Tống Nhan trừng mắt nhìn Sở Trần một cái trắng bệch, tôi thật không thể ngờ ông ấy vẫn ra cửa đón chúng ta. Ba chúng ta còn đang đau đầu vì quyết định của Diệp Thiếu Hoàng. Bây giờ ước chừng có nguyên một bụng lửa. Sở Trần sửng sốt, tôi còn không muốn phụ thân ra đón mà. Nói xong, Sở Trần nhân tiện cũng liếc nhìn Tống Thu. Tống Thu trong lòng thực sự chết lặng, đêm nay trận đánh tơi bời, cậu ta chắc chắn khó thoát khỏi. Chẳng qua là Đức Phật tranh nhau một nén nhang, con người tranh nhau giọng điệu thôi mà. Sở Trần dẫn đầu đi vào, tôi nhất định phải uống chén trà này. Uống trà, Tống Nhan giật mình, à đúng rồi, lúc tối anh rể cả có nói, Sở Trần ta nếu trở về, sẽ tự mình rót trà cho Sở Trần. Vẻ mặt Tống Thu càng thêm phức tạp, anh rể là người coi thường Sở Trần nhất trong nhà chúng ta. Trong nhà chúng ta, có ai có thể coi trọng Sở Trần? Tống Nhan hỏi ngược lại, vẻ mặt của Tống Thu giấu đi một dấu vết xấu hổ. Lời nói này vốn bao gồm cả hắn, chỉ là đêm nay Sở Trần đánh Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông một cách thô bạo vì chị gái cậu, điều này đã làm thay đổi ấn tượng về Sở Trần trong mắt Tống Thu. Phòng khách, ba người Sở Trần bước vào, người nhà họ Tống đều đang nhìn bọn họ. Sở Trần ngồi xuống vị trí gần nhất, đồng thời nở nụ cười, nhìn Lâm Tâm Bình, anh rể, tôi đã trở về. Lâm Tín Bình toàn bộ khuôn mặt co giật, anh quay người đi, thầm nghĩ, ngươi trở về mắc mớ gì gọi ta. Lâm Tín Bình vốn còn muốn ngậm miệng không nhắc tới chuyện kia, dù sao Sở Trần cũng là kẻ ngốc, nhà họ Tống sẽ không chủ động nhắc tới. Bất quá, Sở Trần vừa ngồi xuống chân trước, liền nhanh chóng nhìn hắn gọi. Hắn còn kém một bước nói thẳng, anh rể, đến giờ rót trà rồi. Vẻ mặt của Tống Vân ở bên cạnh cũng ngượng ngùng, thật là xấu hổ khi để chồng tôi rót trà cho một kẻ ngốc. Tuy nhiên, Lâm Tín Bình chắc chắn phải rót cốc trà này đi. Tống Thiên Dương vừa mới tự mình mở cửa cho Sở Trần, nếu không thực hiện lời hứa, thì có nghĩa là Tống Thiên Dương đang tự tát vào mặt chính mình. Lâm Tín Bình hít sâu một hơi, đứng dậy, bắt tay rót một tách trà, đi tới trước mặt Sở Trần. Lâm Tín Bình, gần như nghiến răng, uống trà. Sở Trần cười tiếp nhận, anh rể, anh thật tốt đấy. Lâm Tín Bình vẻ mặt khó coi bước xuống sau khi dâng trà. Hắn đường đường con rể cả nhà họ Tống, hắn tới từ nhà họ Lâm, cùng với nhà họ Tống vốn là môn đăng hậu đối. Có thể nói, ở trong nhà họ Tống địa vị của Lâm Tín Bình vô cùng lớn, thậm chí nhiều lúc hắn có tiếng nói chỉ ở sau Tống Thiên Dương. Nhưng đêm nay, tại trước mặt mọi người trong nhà hắn lại phải dâng trà mời tên con rể ngốc vốn bị xem thường trong nhà. Đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Tiểu Thu, có phải em đã ra tay cứu Sở Trần không? Tống Vân đột nhiên mở miệng, giọng điệu mang theo đầy chất vấn. Nhà họ Tống tuyệt đối không được tham dự vào chuyện này. Tống Tình lông mày cũng đều nhíu lại, Tiểu Thu, em cảm thấy Sở Trần đã mang lại cho nhà chúng ta tai họa vẫn còn chưa đủ sao? Chuyện này cùng Tiểu Thu không có quan hệ gì cả. Tống Nhan mở miệng, sự thật tôi là muốn cho Tiểu Thu bảo hộ Sở Trần, bất quá, từ đầu đến cuối, Tiểu Thu đều không có ra tay. Xe của em rõ ràng có dấu vết va quệt, đừng nói là mình không cẩn thận nên va chạm vào đâu nha. Lâm Tín Bình vẻ mặt âm trầm, người của Vinh Diệu Quyền Võ Quán xác thật là tới tìm phiền toái, tôi đã sớm kêu Sở Trần chạy trốn trước tiên rồi. Tống Nhan nói, Sở Trần đã dẫn bọn chúng đi một hướng khác, sau đó đi vòng hướng khác trở về, chúng ta liền cùng nhau dễ dàng trở về nhà. Mọi người khuôn mặt không khỏi biến ảo đứng lên. Dì ba, tôi biết dì cố ý bảo vệ cho Tiểu Thu, nhưng mà loại này lý do để thoái thác, không khỏi cũng quá hoang đường. Lâm Tín Bình lắc đầu, tôi nghe nói Vinh Diệu Quyền Võ Quán Vinh Quan Hàng tự mình ra tay, Sở Trần như thế nào ở dưới mí mắt của hắn có thể chạy trốn. Nhưng mà sự thật, chính là như vậy. Tống Thu nói, đương nhiên, không có ai tin tưởng điều này. Ta đã nói rồi, để con đi theo chỉ là để bảo vệ chị ba của con. Tống Thiên Dương đôi mắt hiện lên một tia lãnh giận, còn không qua đây chịu bị phạt. Tống Thu hai chân run run một chút, mặt ủ mày ê, từ lúc bắt đầu bước qua cửa nhà,
Tống Thu đã sáng tỏ, đêm nay trầu này ra pháp, cậu tuyệt đối chạy không thoát. Tống Thu ám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Trần. Là Sở Trần nhắc nhở hắn, gọi điện thoại về nhà thông báo cho cha. Tống Thu trong lòng biết rõ ràng, Tống Thiên Dương giờ phút này không chút do dự mang ra pháp ra trừng trị, tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn không tin lời giải thích của Tống Thu, mà là hắn đang ôm một bụng hỏa khí, thật sự là muốn tìm chỗ phát tiết ra ngoài. Mẹ, Tống Thu khóe mắt mang nước mắt, nhìn Tô Nguyệt cầu cứu. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng hắn có thể tung ra nhằm cứu vãn. Trong tình huống bình thường, đều dùng được rất hiệu quả. Xét cho cùng, Tống Thu chính là cháu đích tôn của nhà họ Tống, lại còn là con trai duy nhất trong nhà, vợ chồng Tống Thiên Dương từ nhỏ đến lớn đều là đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Tô Nguyệt tiến tới tiếp nhận roi lấy từ một bên quản gia, hướng tới Tống Thu lắc đầu, đêm nay con phạm phải đại sai lầm, cần thiết có một bài học để khắc cốt ghi tâm. Roi dài đưa tới Tống Thiên Dương trên tay, đây là gia quy của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương ánh mắt lãnh khốc, nghiêm túc vô cùng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tiểu Thu, con biết sai chỗ nào chưa? Tống Thu trên mặt tràn ngập hai chữ ủy khuất, bất quá, nhiều năm bị đánh kinh nghiệm nói cho hắn biết, dưới loại tình huống này, ngoan ngoãn nhận sai thì sẽ chịu ít đòn, nhẹ thêm tội. Con đã biết sai rồi, cha. Tống Thu vô cùng thuần thục, trực tiếp lấy hai tay ôm đầu. Tống Thiên Dương phất cây roi dài. Chờ một chút, một đạo thanh âm làm Tống Thiên Dương phải dừng lại. Tống Nhan ghé mắt xem qua, nhịn không được định thốt lên, cái tên Sở Trần này, đêm nay lại không biết trời cao tiếp sao. Trước giờ, chưa từng có ai ngăn cản được Tống Thiên Dương chấp hành gia pháp. Sở Trần đã đứng lên, đi hướng Tống Thiên Dương. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Sở Trần. Đêm nay, thật là từ kẻ ngốc biến thành kẻ điên sao. Sở Trần thần sắc bình tĩnh, đi tới trước mặt Tống Thiên Dương. Tiểu Thu cũng không có ra tay bảo hộ tôi, hắn không phạm phải sai lầm gì. Sở Trần nói, đêm nay họa là do tôi mang tới, muốn tiếp nhận gia pháp, cũng là tôi tới bị phạt mới đúng. Ngay cả Tống Thu đều thần sắc cực kỳ không tin nổi nhìn Sở Trần. Tên anh rể ngốc này của Minh, từ khi nào biết giảng nghĩa khí như vậy? Đây là gia pháp nhà họ Tống. Tống Thiên Dương đôi mắt lửa giận dâng lên, mắt lạnh mà nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Đêm nay đã phát sinh một loạt sự tình, đối với Tống Thiên Dương mà nói, quả thực chính là đả kích trầm trọng với ông. Diệp Phinh Tống ba nhà hợp tác bị hủy bỏ, hơn nữa, Diệp Thiếu Hoàng còn khẳng định chắc chắn là nhà họ Hạ sắp sửa cùng nhà họ Diệp hợp tác. Nhà họ Tống khắp nơi đều bị chèn ép, người khởi xướng mọi chuyện, chính là tên con rể ngốc nghếch ở nhờ này. Nếu không phải đáp ứng cho hắn một ngày thời gian, Tống Thiên Dương hiện tại liền muốn đem Sở Trần đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Sở Trần thần sắc bình tĩnh mà cười một cái, tôi hiện tại vẫn là người nhà họ Tống. Gia pháp nhà họ Tống, đầu tiên chính là bái lạy tổ tiên. Lúc này, một bên Lâm Tín Bình cười lạnh nói, Sở Trần, cậu sẽ không khờ dại cảm thấy, cậu có tư cách kinh động liệt tổ liệt tông nhà họ Tống chứ? Đến ngay cả tư cách chịu gia pháp cũng không có. Sở Trần suy nghĩ một chút, quả thật đúng như thế. Ở rể nhà họ Tống 5 năm, duy nhất một lần dâng hương bái lạy tổ tông nhà họ Tống, chính là ngày kết hôn. Từ đó về sau, Sở Trần có thể nói là hoàn toàn bài xích với nhà họ Tống ở bên ngoài. Ngay cả ăn cơm, đều không có tư cách cùng người nhà họ Tống ngồi ở cùng nhau. Sở Trần, anh tạm tránh qua một bên đi thôi. Tống Thu hướng tới Sở Trần lắc đầu. Bất quá, Sở Trần nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lúc này, chỉ cả nhà họ Tống Tống Vân nói, gia pháp nhà họ Tống, phương thức xử phạt cũng không hẳn không thể linh hoạt, tôi cảm thấy. Liền phạt Sở Trần đến đại sảnh bên ngoài quỳ xuống suy nghĩ, ý này không tồi đâu. Chị ca nói rất đúng. Tống Tình cũng nói, Sở Trần không ký giấy thỏa thuận ly hôn thì vẫn là người nhà họ Tống, tôi cũng kiến nghị phạt hắn đi ra ngoài quỳ xuống nghĩ lại. Mọi người còn lại cũng đều sôi nổi gật đầu. Tống Thiên Dương cũng không do dự, lạnh lùng nhìn Sở Trần liếc mắt một cái, nếu cậu muốn tiếp nhận gia pháp, vậy thì đi ra ngoài quỳ ngoan ngoãn đi. Sở Trần lắc đầu, hổ dữ không ăn thịt con. Tiểu Thu tuổi vẫn là còn trẻ, còn có tiền đồ rất tốt về sau, người như thế nào lại nhẫn tâm đánh chết hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Tống Nhan có điều không nỡ nhìn thẳng, dở khóc dở cười. Tống Thu khóe miệng hung hăng mà méo sạch, còn chỉ là bị chút đòn roi, không chết được. Cút ngay ra, Tống Thiên Dương hoàn toàn nổi giận, nếu không phải muốn đánh chết Tiểu Thu, vì cái gì mà cái roi này mặt trên lại có như vậy nhiều châm thế này. Sở Trần chỉ vào roi dài. Đồng thời bước đi lên, không chờ Tống Thiên Dương phản ứng lại,
liền qua đoạt cây roi dài, đặt ở trên mặt bàn, cái này đầu châm bạc lấp lánh đâm xuống, tiểu thư như vậy chịu sao nôi. Tống Thiên Dương đồng tử bỗng nhiên mà chấn động, lúc này, Tống Thu cũng trước tiên vọt đi lên, nhìn kỹ lại. Cây roi dài, quả nhiên cất giấu nhiều ngân châm. Hơn nữa, giải rác không chỉ có một cây ngân châm. Tống Thu thật cẩn thận từng chút xem xét, một cây thon dài ngân châm vừa rút ra tới, mồ hôi lạnh chảy trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Tống Thu sau lưng đều phải ướt đẫm. Trên mặt bàn, bầy mười mấy cây ngân châm thon dài, mỗi một cây ngân châm đều thẩm thấu ánh sáng rét lạnh. Làm cho Tống Thu một loại cảm giác sởn tóc gáy. Bằng này thanh ngân châm nếu mà đột nhiên chui vào trong cơ thể chính mình, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Người nhà họ Tống trong mắt mở to, lúc này, ngay cả ít thở cũng không dám thở gấp. Tống Thiên Dương đi lên phía trước, cầm lấy trong đó một cây ngân châm, sắc mặt âm trầm như nước. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên quản gia, Tống Như Hải. Tống Như Hải sợ tới mức sắc mặt đều xanh mét lên, hai chân run run, bủn rủn ngã khuỵ mà quỳ gối trên mặt đất. Cháu thật sự cái gì cũng không biết, cây roi dài này vẫn luôn đặt ở thư phòng của gia chủ, cháu vừa rồi thời gian lấy roi vội vàng, cũng không có cẩn thận kiểm tra. Tống Thu, là con trai duy nhất của Tống Thiên Dương, lại còn là cháu đích tôn của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương tuy rằng không ít lần đánh Tống Thu, nhưng ai cũng đều hiểu, Tống Thu chính là tâm can bảo bối của Tống Thiên Dương. Hiện tại, thế mà có người muốn mưu hại Tống Thu. Trước tiên ở trên roi dài động tay động chân. Nhất định là biết, đêm nay Tống Thiên Dương sẽ đối với Tống Thu chấp hành gia pháp. Người này tương đối quen thuộc nhà họ Tống. Sở Trần, lúc này, Lâm Tín Bình đột nhiên quát lạnh, nhìn chằm chằm Sở Trần, vì cái gì tất cả mọi người không biết roi dài mặt trên bị người động qua tay chân, mà cậu lại biết. Lời nói rơi xuống, mọi người ánh mắt nhìn về phía Sở Trần. Thần sắc mang theo nghi ngờ. Nếu Sở Trần không nói, xác thật không có người biết. Giấu ở roi dài mặt trên ngân châm. Quá mức ẩn nấp, không cẩn thận xem qua, căn bản nhìn không ra. Sở Trần, cậu giải thích như thế nào? Chu Kiếm cũng lãnh giận mở miệng. Tống Vân cười lạnh, thật là kỳ quái, người khác cũng không biết, cậu lại biết, cậu như vậy vội vã tưởng tranh công sao? Lấy chỉ số thông minh của cậu chỉ sợ không thể tưởng được, cái này chỉ là bại lộ chính cậu thôi. Từng đạo ánh mắt đều mang theo hoài nghi mà nhìn chằm chằm Sở Trần. Yêu cầu giải thích cái gì? Sở Trần cầm lấy trong đó một cây ngân châm, nhàn nhạt mà trả lời, cây ngân châm lớn như vậy, các người nhìn không thấy, đó là các người, mắt mù. Phòng khách, lặng ngắt như tờ. Tối nay Sở Trần làm cho người ta cảm giác quả đã ăn gan báo. Bản thân hắn là người có địa vị thấp nhất nhà họ Tống, thế mà dám không chút kiêng kỵ nói ra câu, các người đều mắt mù, như vậy. Hắn có cái gì tư cách? Mày, Lâm Tín Bình ngón tay run rẩy mà chỉ vào Sở Trần. Dường như muốn phản bác điều gì chỉ là tất cả mọi người đều không thể phủ nhận một điều, vừa rồi sự thật chính là Sở Trần vừa cứu Tống Thu. Không giải thích chính là có vấn đề, còn ở đây rảo biện để át đi cái đúng. Tống Tình thanh âm bén nhọn, đáng tiếc vừa rồi Thanh Phong đạo trưởng vội vàng đi trở về, nếu không, làm cho trước mặt đạo trưởng, nói không chừng có thể tính ra, nhà họ Tống giữ loại người này, đến tột cùng có bao nhiêu xui xẻo. Đều bớt tranh cãi đi, Tống Thiên Dương mở miệng. Tất cả mọi người đều im lặng. Tống Thiên Dương nhìn thật sâu thoáng qua Sở Trần, ngay sau đó xoay mặt lạnh băng mà nhìn người đang quỳ trên mặt đất Tống Như Hải. Cậu đêm nay, thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Tống Thiên Dương đôi mắt không che giấu được sắc mặt giận dữ. Ở khách sạn Hoàng Đình, hắn phân phó Tống Như Hải an bài Sở Trần về nhà, kết quả Sở Trần ở Hoàng Đình đánh tơi bời thiếu gia của tập đoàn Vinh Thị. Tại thời điểm Tống Thu chuẩn bị nhận phạt theo gia pháp, Tống Như Hải tự mình mang roi dài tới, thế nhưng giấu giếm ngân châm bén nhọn. Tống Như Hải sắc mặt tái nhợt, ta cho cháu thời gian một ngày, điều tra rõ, đến tột cùng có ai từng vào thư phòng của ta. Tống Thiên Dương tức giận mà quát, cháu nhất định toàn lực đi tra. Tống Như Hải vội vã mà xoay người đi ra ngoài, sau lưng đều ướt đẫm, nếu Tống Thu không may xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn không trốn tránh được trách nhiệm. Tống Thiên Dương ngẩng đầu đảo qua mọi người, Tín Bình, Chu Kiếm. Thời gian không còn sớm, các con cũng nên trở về nghỉ ngơi. Trong số con rể nhà họ Tống ở lại, cũng chỉ có Sở Trần một người ở lại thôi. Lâm Tín Bình cùng Chu Kiếm đều theo bản năng quay lại xem Sở Trần một cái, trong lòng còn có khí không có phát tiết ra tới. Bất quá, Tống Thiên Dương đã mở miệng, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cùng nhau rời khỏi nhà họ Tống. Tống Thiên Dương trầm khuôn mặt,
nhìn chằm chằm Sở Trần, cậu rốt cuộc như thế nào phát hiện roi dài có ngân châm? Sở Trần nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm túc, nam nhân có giác quan thứ 6. Tống Thiên Dương hai cha con trong lòng đều có cùng cái ý nghĩ, đêm nay Sở Trần, có nhiều điểm điên khùng. Đều trở về nghỉ ngơi đi, Tống Thiên Dương khoát tay. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên ông nói chuyện ôn hòa như vậy trước mặt Sở Trần. Xét cho cùng, Sở Trần vừa rồi cũng coi như là cứu Tống Thu. Ba mẹ chị, con đi trước đây. Tống Thu nhanh như chớp dường như chạy đi nhanh. Đi thôi, Tống Nhan cũng thúc giục Sở Trần. Sở Trần đi rồi vài bước, quay đầu lại, ngân châm này có thể mang đi kiểm tra kỹ một chút, nói không chừng còn có độc trong đó. Tống Thiên Dương đồng tử chợt như co rụt lại. Có độc, nếu thật như vậy, cái này chẳng phải là muốn đem Tống Thu đưa vào chỗ chết. Đây phải là thủ oán lớn như thế nào mới có thể đánh động bằng này thủ đoạn. Nhìn bóng dáng Sở Trần rời đi, Tống Thiên Dương nội tâm theo bản năng mà dâng lên nghĩ lại mà sợ. Nếu ngân châm có độc, hắn suýt nữa bản thân ra tay giết chết con trai duy nhất của mình. Ông xã, chúng ta hiện tại nên làm gì? Tô Nguyệt cảm thấy dường như đau đầu, đêm nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Sự việc ngân châm, giao cho Như Hải điều tra. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, ngày mai, ta chuẩn bị 2 phần lễ vật, đi tạ lỗi với nhà họ Diệp cùng tập đoàn Vinh Thị, hy vọng có thể vãn hồi cục diện. Rốt cuộc, ngày mai khi qua đi, Sở Trần cũng không còn là con rể nhà họ Tống. Không sai, đêm nay sự tình xảy ra, xét đến cùng, đều là bởi vì Sở Trần gây lên. Tô Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, chân mày nhíu chặt, đáng tiếc, Nhan Nhan tính cách có chút quật cường, nếu nàng nguyện ý thử cùng Diệp Thiếu Hoàng kết bạn, về vấn đề nan giải của anh nhà họ Tống đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngày mai lúc mà Diệp Thiếu Hoàng tới gặp lão gia tử, chúng ta bảo Nhan Nhan tiếp đón chu đáo Diệp Thiếu Hoàng. Tống Thiên Dương nói, mấy năm gần đây nhà họ Diệp phát triển vô cùng, Nhan Nhan nếu có thể gia nhập nhà họ Diệp, thì đó là vinh hạnh của nó. Không được, ta hiện tại liền đi tìm con bé nói chuyện. Tô Nguyệt nóng vội, cất bước đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Tống Thiên Dương. Tống Thiên Dương ngồi xuống ghế, híp mắt trầm tư nhìn lên. Đêm nay phát sinh sự tình quá rối loạn. Tống Thiên Dương trong đầu, đột nhiên mà hiện lên ra một đạo thân ảnh. Sở Trần, ở rể nhà họ Tống 5 năm, ở trong mắt mọi người, hắn chính là một tên ngốc không hơn không kém. Nhưng đêm nay, hắn càng giống người điên hơn. Thế nhưng, trên roi dài có ngân châm, cũng là hắn phát hiện. Tống Thiên Dương không nghĩ ra. Chao mày, ông luôn cảm thấy, đêm nay có chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ 3 người trở về trên đường, không có khả năng như vậy bình an như thế. Tống Thiên Dương đi nhanh mà đi ra ngoài, ông muốn đi hỏi rõ ràng chuyện này. Rầm rầm rầm, Tống Thu chân trước mới vừa bước tới phòng, cửa lớn của phòng cậu liền dồn dập vang tiếng bước tới. Cha, sao người lại tới đây? Tống Thu mở cửa, có chút ngoài ý muốn. Con hãy thành thật khai báo đi, các con trên đường trở về những gì đã trải qua, một chữ cũng không được thiếu. Tống Thiên Dương nhìn chằm chằm Tống Thu, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Tiểu Thu, chuyện này liên quan đến vận mệnh nhà họ Tống, ta biết con cùng Nhan Nhan tình cảm rất tốt, nhưng mà chuyện này con nhất định không thể giấu giếm. Tống Thu bị nhìn chằm chằm cả người đều mất tự nhiên. Sau một lúc lâu, Tống Thu thật cẩn thận hỏi han, cha, người bị cao huyết áp sao? Tống Thiên Dương sắc mặt tối sầm, mắt thấy sắp phải bị gia pháp hầu hạ, Tống Thu vội vàng tiếp tục nói, bọn con trên đường trở về, xác thật là bị bọn người của võ quán Vinh Diệu Quyền chặn đường, chị ba nói đều là thật sự, Sở Trần thành công đánh lạc hướng bọn người võ quán Vinh Diệu Quyền sau đó trở lại. Tống Thiên Dương nhíu mày nhìn Tống Thu, sau đó thế nào? Sau đó, đúng lúc con thấy Diệp Thiếu Hoàng cùng Vinh Đông xuất hiện. Tống Thu cắn răng nói, Diệp Thiếu Hoàng định cưỡng bức chị ba, yêu cầu chị ba sang xe của hắn, cùng hắn đi, hắn nói làm như thế thì hợp tác của nhà họ Diệp, nhà họ Tống cùng tập đoàn Vinh Thị mới có khả năng tiếp tục tiếp diễn. Tống Thu thần sắc hiện lên một tia phức tạp, đúng vào lúc này, Sở Trần đã tiến đến, Tống Thu đem sự tình trải qua nói ra. Tống Thiên Dương đôi mắt vẫn luôn trừng lớn, miệng khuếch trương đến phảng phất có thể nhét vào một quả trứng vịt to. Chấn động đến cực điểm, hắn không thể tin được, Diệp Thiếu Hoàng cùng Vinh Đông, thế mà bị một mình Sở Trần, dùng thùng rác úp pháo đầu, ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời. Tống Thiên Dương cảm giác trái tim chính mình đều sắp ngừng hô hấp. Cơ hồ muốn hít thở khó khăn. Sở Trần, hành hung Diệp Thiếu Hoàng, cỡ này không dám hình dung sự việc, hắn thế nhưng lại dám đi làm. Hắn là kẻ ngốc sao? Tống Thiên Dương thoáng thả lỏng mình hơn,
sau đó nhịn không được điên cuồng mà ra tiếng rít gào. Hắn biết rõ, nhất cử hành động này của Sở Trần, tương đương với việc đem toàn bộ người họ Diệp hoàn toàn đắc tội đến không chết không thôi. Không hề giữ lại đường sống, chính mình ngày mai liền tính mang lên chân quý lễ vật, cũng không có khả năng hóa giải cái mâu thuẫn quá lớn này. Đợi Tống Thiên Dương bình tĩnh lại, Tống Thu khôi phục một hồi, nhìn cha mình, thật cẩn thận nói, anh ta quả thật là kẻ ngốc mà mọi người đều biết đến. Tống Thiên Dương tức khắc có cảm giác trước mắt tối sầm. Nếu lúc này lên Sở Trần ở trước mặt hắn, hắn nhất định hận không thể dùng toàn bộ là roi dài có ngân châm hung hăng mà trừng phạt hắn. Nhà họ Tống, thật sự là bị hắn hại thảm rồi. Tống Thiên Dương cả người đều đang run rẩy, áo đả Diệp Thiếu Hoàng. Hắn tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ Thiền Thành sẽ có loại chuyện này phát sinh. Tống Thiên Dương hối hận phát điên, Trương đạo trưởng quả thật thần cơ diệu toán, nhà họ Tống chỉ có thể mượn Sở Trần năm nám khí vận. Tống Thu muốn nói lại thôi. Một lúc sau, Tống Thu cắn răng mở miệng, kỳ thật, Sở Trần cũng là vì bảo vệ chị ba. Thối lắm, Tống Thiên Dương liền ngay cả hình tượng gia chủ cũng không để ý, giận mắng, Nhan Nhan vẫn là lên xe Diệp Thiếu Hoàng, Sở Trần đêm nay quả thực điên rồi, hắn làm sao có thể xứng đôi Nhan Nhan. Hắn chỉ là một tên ngốc, Tống Thu rất ít khi nhìn thấy Tống Thiên Dương có bộ dạng thất thố như vậy, trong mắt đầy lửa giận, hận không thể đem Sở Trần ngay lập tức đi thiêu sổng. Cậu không dám lên tiếng. Tống Thiên Dương suy nghĩ, sự việc Sở Trần ẩu đả Diệp Thiếu Hoàng, hơn nữa còn là loại phương thức khuất nhục vô cùng, đã hoàn toàn cắt đứt đường đi của nhà họ Tống. Hắn có thể tưởng tượng đến, kế tiếp đây, nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép nhà họ Tống. Biến cố mà nhà họ Tống sẽ phải gặp cục diện còn gian nan hơn bội phấn so với 5 năm trước. Vị trí gia chủ của hắn, chỉ sợ cũng sẽ phải bị phế đi. Gia quy của nhà họ Tống. Địa vị của gia chủ chính là dựa vào năng lực. Cha, Tống Thu thật cẩn thận mà nói một câu, Sở Trần nói, hắn cùng Hạ Thiếu Gia có hiệp ước, giữa trưa ngày mai, Hạ Thiếu Gia sẽ đến nhà chúng ta cùng hắn gặp mặt, im miệng. Tống Thiên Dương phẫn nộ, trừng mắt, con không nghe thấy Diệp Thiếu Hoàng nói sao. Đại diện nhà họ Hạ vào ngày mai sẽ tới khách sạn Hoàng Đình để đàm phán hợp tác công việc, Hạ Thiếu Gia sẽ đến nhà họ Tống sao. Con còn tin tưởng lời một kẻ ngốc nói sao. Tống Thu bỗng nhiên giật mình, không dám nói gì thêm. Rốt cuộc, cậu cũng không có niềm tin lớn là Hạ Thiếu Gia sẽ đến nhà họ Tống tìm Sở Trần. Tống Thiên Dương cũng lười la mắng Tống Thu, xoay người đi ra ngoài, ở cửa đột nhiên dừng lại. Sáng mai, con chuẩn bị chút lễ vật đi tìm Thanh Phong đạo trưởng, nhìn xem có thể hay không tìm ra tung tích của Trương đạo trưởng, hỏi rõ ràng, vị trí của thiên hạ đệ nhất môn phái, đến tột cùng ở địa phương nào. Thiên hạ đệ nhất môn phái là gì cha? Tống Thu tò mò, tóm lại, con nhớ cái nhiệm vụ của con, hoàn thành, liền lập công chuộc tội, đừng tưởng rằng gia pháp dành cho con có thể miễn trừ. Tống Thiên Dương ngữ khí dừng một chút, nói, còn có, nhớ rõ mang thêm mấy tên bảo vệ, an toàn là trên hết. Đêm nay sự việc ngân châm xảy ra, trước sau làm Tống Thiên Dương trong lòng có chút còn sợ hãi. Trong lòng cũng tiềm ẩn cái cảm giác bất an, Tống Thiên Dương thở dài một hơi, cùng vào thời điểm đó. Tô Nguyệt đang thở dài nhàn nhạt. Nhìn cô gái ngồi ở trước mặt, Tô Nguyệt nhìn qua rất là bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Hoàng rốt cuộc là có chỗ nào không tốt chứ? Con nói rồi, hắn dù có tốt đến đâu, người đó cũng không phải là con. Tống Nhan lắc đầu, đặc biệt là đêm nay chạm vào ánh mắt kia trông như dã lang của Diệp Thiếu Hoàng, nhìn chằm chằm chính mình giống như nhìn chằm chằm con mồi. Loại cảm giác này, làm cho Tống Nhan cảm giác được cả người đều không thoải mái. Cô không có khả năng tiếp nhận, con coi như là vì nhà họ Tống, thông suốt suy xét một chút đi. Tô Nguyệt đứng lên, nhìn Tống Nhan, con hẳn là rất rõ ràng, bữa tiệc đêm nay, nhà họ Tống chúng ta đã trở thành trò cười cho toàn Thiền Thành rồi. Chuyện này nếu xử lý không tốt, trong vòng 5 ngày, gia chủ của nhà họ liền không phải là cha của con nữa. Con càng nên rõ ràng chính là, con cũng là người nhà họ Tống, có chút thời điểm, ích lợi gia tộc còn cao hơn tình cảm cá nhân. Dứt lời. Tô Nguyệt liền xoay người đi ra ngoài, mở ra cửa phòng, nhìn thoáng qua thấy Sở Trần đang đứng ở bên ngoài. Câu cửa miệng của mẹ vợ nói với con rể, thường phải vui mừng, nhưng Tô Nguyệt giờ phút này, chỉ có phiền chán, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Sở Trần bên cạnh, trở về thu dọn hành lý đi, ngày mai tốt nhất tranh thủ sớm một chút rời đi, nhà họ Tống nhà nhỏ, không thể chứa nổi cậu, đến ngay cả nhà họ Diệp cũng không sợ mà đắc tội. Tô Nguyệt cùng Sở Trần vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Như là sợ nhiễm vận đen của Sở Trần hiện tại vậy.
Cậu nói cậu như thế nào lại không biết phân biệt tốt xấu? Tô Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi, cảm thấy giận quá, nhịn không được tức giận mắng Sở Trần vài câu. Thấy Sở Trần thần sắc bình tĩnh, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, Tô Nguyệt tức khắc có cảm giác mình như đánh vào bịch bông vậy. Thôi, chính mình cũng ngớ ngẩn, thế nhưng đi mắng một kẻ ngốc chứ. Biết rõ hắn nghe không hiểu, mặc dù Sở Trần ở đại sảnh biểu hiện ra so với hắn ngày bình thường tuyệt đối khác nhau, nhưng mà, Sở Trần há ngốc, 5 năm qua, đã hằn vào trong lòng người nhà họ Tống. Tô Nguyệt lắc đầu, đi phía trước được vài bước, phía sau truyền đến âm thanh của Sở Trần, mẹ vợ, mẹ đi thong thả. Tô Nguyệt tức giận đến mức cả người run lên, đột nhiên phủi tay rời đi. Sở Trần khuôn mặt chưa đựng nụ cười nhàn nhạt, mở ra cửa phòng. Biệt thự nhà họ Tống, chuẩn xác mà nói, tổng cộng có gần 10 khu nhà, vây quanh ở cùng nhau. Đây là quy mô nhà họ Tống thời kỳ cường thịnh đã có, tổ tiên nhà họ Tống từ lúc khởi nghiệp đã đặt cơ nghiệp tại đây. Sở Trần cùng Tống Nhan ở chính là một căn nhà biệt thự 3 tầng, lúc trước Trương Đạo Trường tự mình chọn nơi này cho bọn họ hở. Hơn nữa, Sở Trần cùng Tống Nhan đều ở tại tầng 2, 2 phòng một phòng khách nhỏ bên trong. Ánh đèn nhu hòa đang chiếu khuôn mặt của Tống Nhan, khuôn mặt tuyệt mỹ bậc nào cũng không che giấu được một cổ ủ rũ. Cô quá mệt mỏi, thời gian 5 năm qua, trên người Tống Nhan, lưng đeo cực lớn gông xiềng. Vì gia tộc, 18 tuổi cô gả cho một tên ngốc, tuy rằng nhà họ Tống cực lực che lấp, nhưng trên đời không có khe tường nào là kín kẽ hoàn toàn. Tống Nhan cùng người chồng ngốc nghếch của mình, từ lâu đã trở thành trò cười của toàn bộ người ở Thiền Thành. 5 năm qua đi, khí vận Sở Trần đã hết. Chờ đợi Tống Nhan sẽ lại trở thành một sự sắp xếp khác. Cô bị buộc chặt đến quá mệt mỏi. Sở Trần đi tới một bên, mở ra tủ lạnh, như màn ảo thuật hắn lấy ra một cái bánh gato. Đói bụng rồi nha, Sở Trần mỉm cười mà đi qua, đem bánh kem đặt ở trên mặt bàn. Tống Nhan ngơ ngẩn, con người rơi ở trên bánh kem, tinh xảo một tầng bánh kem, Sở Trần còn rất nhanh cắm ngọn nến lên, hơn nữa còn nhanh tay đốt. Sở Trần, anh từ lúc nào lấy bánh kem về vậy? Tống Nhan nghi hoặc, đêm nay bởi vì tôi phá hủy bữa tiệc của em, biết em chắc hẳn còn bị đói. Sở Trần mỉm cười, trên đường trở về, tôi đã gửi tin nhắn cho chị Tường, nhờ chị ý chuẩn bị bánh kem cho em, nhanh lên cầu nguyện nào, thôi tắt nến, ăn bánh kem. Tống Nhan con người có chút phức tạp nhìn mắt Sở Trần, ngay sau đó đứng lên, hai mắt nhẹ nhàng mà nhắm lại. Một lúc sau, thong thả mà mở mắt, đem ngọn nến thổi tắt. Sinh nhật vui vẻ, Sở Trần cười. Đem ngọn nến lấy đi, cắt cho Tống Nhan một miếng bánh kem to lớn. Tống Nhan tiếp nhận, nhìn Sở Trần, đây xem như phần quà sinh nhật thứ hai sao. Còn có món quà thứ ba nữa. Sở Trần ánh mắt đối diện, thần sắc hiện vẻ tự tin, tôi nhất định sẽ hợp tác được với nhà họ Hạ, lấy lại cho em danh nghĩa, cho người nhà cô ả em một câu trả lời hài lòng. Còn người Tống Nhan vẫn luôn không có rời khỏi Sở Trần. Đêm nay, Sở Trần nói mỗi câu, làm mỗi một sự kiện. Đều vượt quá nhận thức của cô đối với Sở Trần trong năm năm qua. Sở Trần, đột nhiên không bị ngốc sao? Sở Trần, anh, ổn rồi sao? Tống Nhan đột nhiên hỏi một câu. Sở Trần theo bản năng sửng sốt, chợt nở nụ cười. Hắn hiểu rõ ý của Tống Nhan. 5 năm qua, Tống Nhan vẫn luôn cảm thấy, là do cô đâm hỏng đầu Sở Trần. Tôi, ổn, Sở Trần gằn từng chữ một, hướng tới Tống Nhan gật đầu. Tống Nhan con người lập tức là nở rộ ra một tia ánh sáng. Cũng có khó lòng tin mà tin được. Sở Trần, thật sự không ngốc rồi. Tống Nhan nỗi lòng có chút kích động, vội vàng kiềm chế lòng mình, nghiêm nghị mà nhìn Sở Trần, cái kia, anh đối với sự tình xảy ra 5 năm qua, ký ức vẫn còn chứ? Vẫn còn, Sở Trần lại lần nữa gật đầu. Vậy anh hãy nói chi tiết mọi chuyện. Tống Nhan nghiêm túc mà nhìn Sở Trần, 5 năm qua, anh thực sự đã trải qua cái gì? Sở Trần trầm tư một hồi, liền trả lời, chiếm không được thiên cơ. Gặp phải tai họa. Tống Nhan đầu tiên là sững sờ, trong chốc lát sắc mặt tối sầm. Câu nói này, đã đủ chứng minh, Sở Trần xác thực đã ổn hoàn toàn. Đã tốt như thế mà vẫn còn giấu. Cút, Tống Nhan cầm trong tay khối bánh gato hướng phía Sở Trần ném tới. Sở Trần nhanh như chớp tránh về gian phòng của mình. Tống Nhan nhìn thấy cửa phòng Sở Trần đóng lại, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Trong khoảnh khắc xúc động nhất thời Tống Nhan có loại nghĩ xông vào. Lại một lần nữa đập hư đầu Sở Trần trở lại. Trong đầu, Sở Trần mấy chữ này một mực đang xoay quanh. Một lát sau, Tống Nhan cũng không nhịn được bỗng bật cười. Tống Nhan trong lòng một khối đá to được dỡ xuống. 5 năm qua,
Tất cả mọi người đều nhận định Sở Trần trời sinh đã là kẻ ngốc, chỉ có mình Tống Nhan cảm thấy, là do cô đụng hư đầu của Sở Trần. Trong nội tâm cô luôn có cảm giác tội lỗi, hiện tại, cảm giác thân thể lập tức nhẹ nhõm thật nhiều, cô nhìn bánh gato trên mặt bàn, Tống Nhan nhìn không được, lại cắt một góc bánh bắt đầu ăn. Đây là món bánh sinh nhật ngon nhất mà Tống Nhan đã nếm qua. Một đêm trôi qua, Sở Trần sáng sớm mở cửa phòng ra, duỗi lưng một cái, mắt nhìn trên mặt bàn số bánh gato còn lại, vô ý thức mỉm cười, lập tức đi ra khỏi biệt thự. Nhà họ Tống khu biệt thự ở giữa, là một mảnh khuôn viên đầy cây cối, Sở Trần đi vào bên cạnh một cái hồ nước. Hồ này, dường như còn có tên là Hồ Tống. Sở Trần cảm thán, đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như ngày nào nhà họ Tống thực sự đứng không vững gót chân tại Thiền Thành, thì với mảnh đất này, đều đủ để người nhà họ Tống đời này áo cơm không phải lo. Dọc theo hồ nước, Sở Trần nghe thấy một trận tiếng chiêng trống âm vang. Ngẩng đầu hắn đi xem, trên đồi hoa mai, các phú công múa sư tử đang vui đùa nhảy múa. Sở Trần đi qua, thưởng thức với nhiều hứng thú. Thiền Thành võ học nổi tiếng, nhưng Thiền Thành múa sư tử, cũng nổi tiếng cả nước không kém. 10 phút sau, các phú công múa sư tử nhảy lên cao, từng nhịp lại cao thêm, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mấy tên bảo vệ nhà họ Tống đi qua, đem đầu sư tử gỡ ra. Sở Trần có chút ngoài ý muốn, phú sư múa sư tử, vậy mà là tiểu thiếu gia nhà họ Tống, Tống Thu. Tống Thu một bên lau mồ hôi, một bên hướng phía Sở Trần đi tới, rất hiếu kỳ, chưa từng nghĩ ở thời điểm này lại gặp anh. Sở Trần chỉ vào đầu sư tử, nghĩ không ra cậu vậy mà đối với múa sư tử lại có hứng thú như thế. Quả thực là có hứng thú thật, nhưng mà bình thường tôi không có biểu diễn liều mạng như thế. Trải qua sự tình tối ngày hôm qua, Tống Thu bản thân dường như không phát giác được, hắn đối Sở Trần thái độ đã có thay đổi cực lớn, nhất là, Sở Trần tối hôm qua chủ động đi ra, muốn thay hắn tiếp nhận xử trí gia pháp. Tống Thu cảm thán một tiếng, còn có 5 ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ khai trương long trọng của Kim Than Thành, tôi phải nắm lấy cơ hội này, nếu như có thể thành công đạt giải ở Thái Thanh, để lộ chút thực lực của nhà họ Tống, nói không chừng có thể giải quyết một chút chuyện khó khăn trước mắt. Kim Than Thành, giải thi đấu Thái Thanh. Sở Trần nghi hoặc, khó hiểu nhìn Tống Thu, có nói anh cũng không hiểu. Thế nhưng Tống Thu vẫn nói, Kim Than Thành bây giờ là hạng mục chạm tay bỏng nhất của Thiền Thành, nhà họ Diệp cũng có phần, nhưng nghe nói, đây chỉ là hạng mục nhỏ trong đó thôi, chủ nhất chân chính phía sau Kim Than Thành, là nhà họ Hoàng. Sở Trần hiếu kỳ, thực lực nhà họ Hoàng còn mạnh hơn nhà họ Diệp ư. Tống Thu liếc mắt, thôi tiện tôi nói hết cho anh, nhà họ Hoàng, là đệ nhất hào môn thế gia ở Thiền Thành. Anh rõ chưa, sau 5 ngày nữa Kim Than Thành sẽ tiến hành lễ khai trương, nhà họ Hoàng tổ chức giải thi đấu Thái Thanh, các nhà đều được mời phái ra các đội múa sư tử, tất cả mọi người hy vọng có thể thành công đạt giải Thái Thanh, không chỉ là việc thể hiện bản thân tốt, đây còn là một cơ hội lộ mặt trước lão gia tử của nhà họ Hoàng. Tống Thu thở dài, mặc dù rất khó, nhưng mà tôi vẫn là muốn thử sức một chút, tôi tiếp tục luyện tập đây, đợi lát tôi nữa còn muốn đi tìm Thanh Phong đạo trưởng. Hỏi về chuyện của thiên hạ đệ nhất môn phái ở nơi nào? Thiên hạ đệ nhất môn phái? Sở Trần ngoài ý muốn nhìn xem Tống Thu. Tống Thu lắc đầu, anh đừng hỏi tôi cũng không biết thiên hạ đệ nhất môn phái rốt cuộc là cái gì. Cha tôi nói Trương Đạo Trường đi thiên hạ đệ nhất môn phái để bái sư, nghĩ trám phương ngàn kế cũng phải tìm được Trương Đạo Trường. Sở Trần nhìn Tống Thu một chút, đột nhiên cười, kỳ thật căn bản không cần tìm Trương Đạo Trường, tôi bấm ngón tay tính toán. Nhà họ Tống sẽ dễ dàng vượt qua cửa ải này, từ nay về sau, nhất định là thế như trẻ tre, theo gió vượt sóng, đại phú đại quý, thẳng lên mây xanh, nói không chừng, còn có thể đem danh hiệu đệ nhất hào môn thế gia Thiền Thành thứ nhất hào môn thay vào đó. Tống Thu, sau một hồi lâu, khóe miệng nhẹ nhàng co lại, anh tại sao không nói, anh so với Trương đạo trưởng anh còn biết coi bói. Sở Trần tự tin cười một tiếng, tôi đích xác so với hắn còn biết coi bói giỏi hơn. Trương đạo trưởng, chẳng qua chỉ là, đang muốn bái nhập cửu huyền môn thôi. Chấm, không có cách nào khác trò chuyện tiếp rồi. 5 năm qua, lần thứ nhất phát hiện tên anh rể ngốc này, lại còn biết tài khoác lác. Tống Thu không tiếp tục để ý tới Sở Trần, tiếp tục luyện tập múa sư tử. Sở Trần tản bộ một vòng về, trở lại biệt thự. Chị Tường, đã qua sớm. Sở Trần hướng phía lầu một phòng bếp hướng bảo mẫu lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, chị Tường vô ý thức đáp lại một tiếng, trong mắt trong khoảnh khắc chừng lớn lên, quay đầu nhìn thoáng qua đã hướng lầu 2 mà Sở Trần đang đi lên, mẹ của tôi ơi, gặp quỷ sao?
Nám nám qua, cô một thân phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Sở Trần cùng Tống Nhan, kẻ ngu này từ ngày về làm rể, có lẽ còn chưa nói với cô nửa câu. Tối hôm qua đặt bánh gato, chị Tường cũng tưởng rằng đó là Tống Nhan gửi tới tin nhắn. Sở Trần lên lầu, bánh gato trên mặt bàn của phòng khách nhỏ đã được thu dọn sạch sẽ, Tống Nhan cũng vừa lúc từ trong phòng đi tới, cô mặc váy dài màu trắng, mặt mày nở hoa. Bà xã, em muốn đi đâu? Sở Trần hỏi, Tống Nhan nhìn Sở Trần một chút, lười đi để ý cách hắn xưng hô, xuất ra một tấm thẻ chi phiếu, tôi tối hôm qua đã nói sẽ vẫn còn giữ, Thiền Thành giờ đây anh không thẻ ở rồi. Ở đây có một khoản tiền, tôi sẽ để tiểu thư bí mật đưa anh ra ngoài. Sở Trần cười khẽ ngồi lên trên ghế salon, em đã quên tôi muốn tặng cho em phần quà sinh nhật thứ ba rồi sao? Tống Nhan rất bất đắc dĩ. Lấy thực lực nhà họ Tống, muốn cùng nhà họ Hạ hợp tác, so với lên trời còn khó hơn. Tống Nhan muốn để Sở Trần thấy rõ sự thật sớm một chút. Không vội, chúng ta ở nhà ngồi, chờ Hạ thiếu gia đến gặp mặt sẽ hiểu. Sở Trần vẫy gọi, tới uống trà đi. Thử tài nghệ pha trà của tôi. Tống Nhan vừa vội vừa giận, đến lúc nào rồi, tên ngốc này vậy mà không để ý chút nào. Tôi dám khẳng định, Diệp Thiếu Hoàng hiện tại đang tính toán mưu đồ bí mật đối phó anh. Tống Nhan muốn đập vào đầu Sở Trần một cái, anh đừng tưởng rằng chuyện xảy ra tối hôm qua, thật có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay tại thời điểm Tống Nhan nói câu cuối cùng, chị Tường vừa vặn đi lên lầu 2, thần sắc không khỏi toát ra mấy phần cổ quái. Càng là mang theo vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn thoáng qua Sở Trần, cái này tên con rể ở nhờ được phúc phận vào nhà này, vậy mà đưa tay làm tan mây để thấy ánh trăng rồi. Khục, Tam tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Chị Tường lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng, Tống Nhan đứng lên, ăn điểm tâm xong, tôi đi tìm Gia Gia, hy vọng có thể có biện pháp, anh ghi nhớ trong ngày hôm nay không được đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Tống. Tống Nhan đem thẻ ngân hàng để lên bàn. Mật mã tôi đã gửi qua điện thoại di động cho anh. Tống Nhan đi xuống, Sở Trần ánh mắt rơi vào thẻ ngân hàng bên trên, một hồi lâu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười. Tôi đã nói qua, em đã bảo vệ tôi nám năm, tiếp tới đây, để tôi bảo vệ em đi. Sở Trần đem thẻ ngân hàng cầm lên, cất vào trong túi sách của mình. Cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhà họ Tống vào sáng sớm, bọn hạ nhân bắt đầu công việc lu bù lên. Tối hôm qua tại khách sạn Hoàng Đình, Đại thiếu gia nhà He Diệp Thiếu Hoàng đã nói, vào ngày hôm nay sẽ tới viếng thăm lão gia tử nhà họ Tống, đối với nhà họ Tống mà nói, cái này phải dùng quy cách lễ nghi tiếp đãi cao nhất để đón. Tống Nhan đi vào cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cô biết, mỗi sáng sớm, ông nội cô sẽ ở thư phòng luyện chữ. Từ khi đem tất cả sản nghiệp nhà họ Tống đều giao cho hai người con trai về sau, lão gia tử mỗi ngày, đều là đọc sách viết chữ, có khi loay hoay một chút chăm sóc đồ cổ của mình. Tống Nhan đứng ở một bên nhẹ nhàng mài mực, lúc Tống lão gia tử viết chữ, không muốn ai quấy rầy. Ước chừng 10 phút sau, Tống lão gia tử buông bút trong tay xuống, mắt nhìn Tống Nhan, cười nhẹ, Nhan Nhan, hôm nay sớm như vậy đến tìm ông nội có việc gì? Tống Nhan gật đầu, tối hôm qua, chuyện tối ngày hôm qua, ông nội đều đã biết. Tống lão gia tử nói, cầm lấy một bức chữ mình vừa mới viết, nhìn một hồi, lắc đầu, trực tiếp đem tờ giấy này vò thành một cục. Ném vào thùng rác, lập tức nhìn vào Tống Nhan nói, nhanh chóng để Sở Trần rời khỏi nhà họ Tống, sự tình khác, để cha con đi xử lý, đây cũng là đối với hắn thêm một lần khảo nghiệm đi. Tống lão gia tử ngữ khí bình thản, khảo nghiệm, Tống Nhan hiểu rõ ý vô cùng của lão gia tử, một khi khảo nghiệm thất bại, Tống Thiên Dương sẽ mất đi vị trí gia chủ nhà họ Tống. Tống Nhan muốn nói lại thôi, cô cũng rất ít khi trông thấy ông nội buồn bực như vậy bao giờ, ông ấy luôn luôn trân quý những thư pháp của mình. Nhưng mới rồi lại trực tiếp đem một bức chữ viết xong ném đi. Tống lão gia tử lần nữa nâng bút, viết một bức chữ. Nhan Nhan, con nhìn bức chữ này, thấy như thế nào? Tống lão gia tử cất giọng hỏi cô. Tống Nhan đi qua xem, còn chưa kịp mở miệng, Tống lão gia tử cũng đã là thở dài một hơi, trực tiếp đem bức chữ vừa viết xong, lần nữa vò thành một đoàn. Ông nội, con cảm thấy, đã rất tốt rồi. Tống Nhan thần sắc mang theo ý tứ không hiểu nhìn xem Tống lão gia tử. 5 ngày sau, sẽ diễn ra buổi lễ khai trương Kim Than Thành, toàn thành đều chú ý. Tống lão gia tử tên là Tống Trường Thanh, giờ phút này ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, trùng hợp nhà họ Hoàng vị lão gia tử kia đại thọ 80 tuổi, đến lúc đó sẽ tổ chức buổi lễ múa sư tử Thái Thanh, cũng sẽ là buổi lễ long trọng trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, nhà họ Tống sẽ phái ra 2 đội ngũ múa sư tử,
hy vọng bọn họ đều có thể biểu hiện tốt một chút. Vừa rồi ông nội viết chính là Hoàng lão gia tử hướng cả thành phố tập hợp thanh niên. Tống Trường Thanh nói, đồng thời, trong bầu không khí mới của Ích Kim Than Thành, Hoàng lão gia tử đã từ chối việc viết thư pháp của các bậc thầy hội họa và thư pháp danh gia nổi danh ở Thiền Thành, thay vào đó sẽ hôm toàn thành để đánh giá, nếu như có thể được Hoàng lão gia tử nhìn chúng, nhà họ Tống chúng ta, có thể dựa thế né qua cuộc phong ba này. Tống Trường Thanh lắc đầu cảm thán một chút, đáng tiếc ta chữ này mặc dù cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn lọt vào pháp nhãn của Hoàng lão gia tử, thực sự không dễ dàng. Kim Than Thành, nhà họ Hoàng. Tống Nhan tự nhiên nhận thức rõ ràng thực lực của nhà họ Hoàng, gia tộc giàu có nhất tại Thiền Thành. Khó trách chuyện tối ngày hôm qua, ông nội căn bản không chú ý đến, tất cả lực chú ý, ông đều đã đặt ở buổi lễ Kim Than Thành. Nhà họ Diệp, Vinh Thị Tập Đoàn, cuộc phân tranh này, vẫn là dựa vào chính bọn hắn. Tống Nhan đi ra khỏi thư phòng, con người hiện lên vẻ sầu lo. Cô có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Nhà họ Diệp cùng Vinh Thị liên hợp trả thù, nhà họ Tống như thế nào có thể chống lại được. Cửa chính, chỉ thiếu chút răng đèn kết hoa, từ trên xuống dưới nhà họ Tống một mảnh toàn là ỷ khí. Tống Thiên Dương sáng sớm liền đi ra ngoài, mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng mà hắn vẫn là muốn đi ra ngoài nếm thử một chút. Tô Nguyệt mang theo người từ trên xuống dưới nhà họ Tống, chuẩn bị quy cách tối đãi ngộ để tiếp đón nhà họ Tống Diệp đại thiếu gia. Trông thấy Tống Nhan đi tới, Tô Nguyệt đánh giá Tống Nhan. Lông mày không khỏi nhíu lên, Nhan Nhan, con mặc đồ này, thực sự là quá mức tùy tiện. Trở về đổi bộ váy khác đi, trang điểm lên một chút cho ta. Tống Nhan nhìn thoáng qua, chị cả, chị hai mấy người cũng đều trở về từ sáng sớm, đối với các cô mà nói, chuyện này, cũng can hệ trọng đại. Nếu như nhà mẹ đẻ của các cô bị thay thế vị trí gia chủ, như vậy, đối với các cô địa vị tại riêng phần mình bản gia, sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Diệp Thiếu Hoàng sẽ không đến. Tống Nhan mở miệng, nghĩ đến tối hôm qua Diệp Thiếu Hoàng bị ẩu đả tình huống, thân là thiên kiêu chi tử trong giới kinh doanh của Thiền Thành, Diệp Thiếu Hoàng tự nhiên không cho phép trên người mình xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn, hai ngày này, Diệp Thiếu Hoàng chắc chắn không thể nào sẽ ra khỏi cửa. Nhà họ Diệp đem khách sạn Hoàng Đình giao cho Diệp Đại Thiếu tới quản lý, mà Diệp Đại Thiếu tại giới kinh doanh Thiền Thành cũng là có lưu danh tiếng. Lâm Tín Bình mở miệng nói ra, anh ta đã nói là hôm nay sẽ đến bái phỏng lão gia tử. Hiển nhiên liền nhất định sẽ đến. Diệp Thiếu gia tối hôm qua cũng nói, hẹn đại diện nhà họ Hạ của Dương Thành đến Hoàng Đình hiệp đàm hợp tác công việc, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, Diệp Thiếu gia tại sáng hôm nay sẽ đến đây, bái phỏng lão gia tử sau đó liền trở về Hoàng Đình, cùng nhà họ Hạ thương thảo hợp tác. Chu Kiếm nói, em nhớ nhắc nhở tốt Sở Trần, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài quấy rối. Đúng, thư thỏa thuận ly hôn mới đã đưa đến. Tô Nguyệt nói, con trở về đổi một chút quần áo đẹp lên người, thuận tiện để Sở Trần thu thập hành lý của mình cho xong đi, thời gian vừa đến, liền đem thư thỏa thuận ly hôn ký, lập tức cút khỏi đây. Tô Nguyệt cảm giác nhẫn nại của mình đối với Sở Trần đã đạt tới cực hạn. Nếu như không phải do Sở Trần, tối hôm qua sẽ hết thảy thuận lợi. Không những thế, Tống Thiên Dương cũng không phải sáng sớm ra ngoài bôn ba giày vò, nhà họ Tống lâm vào bực này khốn cục. Nhớ kỹ nhắc nhở tên ngốc kia. Tống Tinh hừ lạnh, những đồ vật không thuộc về hắn, cũng đừng nghĩ đến sẽ mang đi, trước khi đi ra ngoài sẽ có bảo vệ kiểm tra. Còn nữa, tối hôm qua sự việc ngân châm vẫn còn không có tra rõ ràng. Tống Vân nói, Sở Trần còn tránh không thoát hiểm nghi đâu. Tống Nhan bên tai đều là chói tai thanh âm. Tối hôm qua, là Sở Trần cứu Tiểu Thu, tại sao trong mắt các người tính mạng Tiểu Than hư thế không đáng tiền sao? Tống Nhan hít sâu một hơi, quay người liền bỏ đi. Người nhà họ Tống nhìn nhau một chút, lắc đầu, mẹ không cần phải khách khí, Nhan Nhan vẫn luôn cảm thấy mình bị thua thiệt là do tên ngốc kia, hôm nay qua đi cô liền sẽ rõ ràng, đâu mới là nơi cô muốn sống. Tống Vân an ủi, người nhà họ Tống, đều đang mong mỏi, chờ đợi Diệp Thiếu Hoàng đến. Tống Nhan trở lại phòng nhỏ biệt thự, thấy hiên phòng Sở Trần cửa đóng chặt, Tống Nhan không có đi gõ cửa. Giữa trưa, tại cửa lớn biệt thự nhà họ Tống. Người nhà họ Tống càng chờ càng thấy lâu, Diệp Thiếu Hoàng cái bóng đều còn chưa từng thấy qua. Ngay lúc đó Tống Thu đã đi bái phỏng Thanh Phong đạo trưởng, vừa lúc về đến nhà. Tống Thu hỏi không ra tin tức đầu mối về Trương đạo trưởng. Diệp Thiếu gia thật chẳng lẽ không đến sao? Chu Kiếm cuối cùng nhìn không được, thấp giọng lẩm bẩm. Tô Nguyệt sắc mặt đen, trầm thấp như nước đọng. Diệp Thiếu Hoàng không đến, mang ý nghĩa, quyết định của nhà họ Diệp,
muốn triệt để hất nhà họ Tống ra ngoài. Điều này đối với nhà họ Tống mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Các người nhìn kìa, đột nhiên, Lâm Tín Bình ánh mắt sáng lên, nơi xa, một cỗ màu đen xe sang nhanh chóng lao vụt mà tới. Diệp Thiếu gia đến, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt phát sáng. Ý vị này, còn có hy vọng, chỉ cần Diệp Thiếu gia đến, nhà họ Tống, liền còn có cơ hội chuộc tội, bù đắp lại đại họa tối hôm qua tên con rể ngốc Sở Trần gây ra. Nhan Nhan làm sao còn chưa tới? Tô Nguyệt nhíu mày, gọi người lập tức đi thông báo con bé, Diệp Thiếu gia đến. Chiếc xe sang màu đen đến trước biệt thự dừng lại, người nhà họ Tống lập tức tiến lên, Tô Nguyệt gương mặt càng là có sự chuyển tình, chắp lên ý cười. Cửa xe mở ra, mặc một thân như nhàn áo sơ mi đơn giản người thanh niên đi tới, dáng người rong ròng cao, khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Người nhà họ Tống đều sửng sốt, người tới, như thế nào là Hạ Thiếu gia? Trong đầu vô ý thức toát ra điều Tống Nhan đã nói. Hạ Thiếu gia muốn tới nhà họ Tống, thương thảo chuyện hợp tác. Thế nhưng mà, không ai tin tưởng được, Hạ Thiếu gia giờ phút này không phải đang tại khách sạn Hoàng Đình mới đúng chứ? Người nhà họ Tống thật là nhiệt tình. Hạ Bắc ánh mắt quét tới, nhịn không được hừ hừ một tiếng, Sở Trần gia hỏa kia, có cái giá rất lớn nha, vậy mà không ra tiếp tôi. Người nhà họ Tống trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn sẽ không cho là Hạ Thiếu gia nói những lời này là thật đang trách tội Sở Trần, chỉ có đem Sở Trần xem như là người một nhá, mới có thể dùng ngữ khí linh tinh như vậy để nói. Tô Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng, chắp lên nụ cười, Hạ Thiếu gia đại giá quang lâm, mau mời vào nhà. Nhìn bóng lưng Hạ Bắc đi tới. Người nhà họ Tống cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào bên trong. Tam tiểu thư, Diệp Thiếu gia đến. Một tòa biệt thự bên ngoài, một tên bảo vệ nhà họ Tống vội vã chạy đến, hắn lúc Hạ Bắc xuống xe trước đó, liền đã xoay người rời đi. Tống Nhan lông mày cau nhẹ, Diệp Thiếu Hoàng, vậy mà đến rồi. Cái này nằm ngoài dự liệu của cô. Hồi lâu, Tống Nhan ngồi xuống, yên tĩnh đọc sách. Cô đã tỏ rõ thái độ, Diệp Thiếu Hoàng. Không có quan hệ gì với cô. Sở Trần cửa gian phòng mở ra. Tống Nhan nhìn thoáng qua, tên ngốc này đã đem mình nhốt ở trong phòng ròng rã một buổi sáng, xem ra cũng không giống như là thu thập hành lý. Bà xã, Sở Trần cảm thấy mình càng nói càng thuận miệng, mỉm cười đi tới, trong tay của hắn thình lình cầm một cái túi thơm, tặng cho gạch dưới em. Tống Nhan ngơ ngẩn, tiếp nhận túi thơm, túi thủ công ngược lại là rất tinh xảo, Sở Trần. Anh trước kia sẽ không phải là mỗi ngày đều thêu thùa đi. Tống Nhan ngẩng đầu nhìn Sở Trần, không thể không thừa nhận, gương mặt này thích hợp ăn bám. Bên trong túi thơm tôi có tự tay chế tác cho em một hộ thân phù. Sở Trần mỉm cười, nếu như nói luyện tập thiên châm triền ti tuyệt kỹ của cửu huyền môn là thêu thùa, thì trước khi Sở Trần xuống núi, còn đúng là mỗi ngày đều luyện tập. Em đeo ở trên người, bất kỳ cái gì quỷ mị võng lược, đều không thể đến gần thân thể của em được. Tống Nhan không khỏi liếc mắt, lập tức dương một chút ngọc bội trên người lên, khối ngọc bội này là Trương đạo trưởng vì nhà họ Tống mỗi người đều cầu một hộ thân phù của anh so với Trương đạo trưởng còn muốn lợi hại hơn sao? Sở Trần nhìn thoáng qua, có chút khinh thường, đây là trình độ của tôi thời điểm 6 tuổi. Tống Nhan nhìn không được, mắt lại trợn trắng. Bất quá, Tống Nhan vẫn là đem túi thơm của Sở Trần thu lại, Diệp Thiếu Hoàng đến, anh tạm thời tránh một chút. Đêm nay Tiểu Thu sẽ đưa anh đi. Tống Nhan dừng một chút, nhìn xem Sở Trần nói tiếp, nam nhân vẫn là phải lấy sự nghiệp làm trọng. Sở Trần xấu hổ, liên tục gật đầu, chúng ta đi bên hồ tản bộ một chút đi. Sở Trần chủ động mở miệng, bằng không, chờ chút lại có người thúc giục em qua rồi. Tống Nhan trần trừ một lúc, đứng lên, chí ít, trước mắt vị này, hôm nay vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa với cô. Tống Nhan đối với Sở Trần cũng không chán ghét, mà Diệp Thiếu Hoàng. Tống Nhan tối hôm qua đã gặp hắn kia còn như là ánh mắt dã thú. Nhưng mà nhà họ Tống không thể trêu vào Diệp Thiếu Hoàng, như vậy nên đứng xa mà nhìn. Hai người đi ra ngoài, cũng không có đi trước đại biểu cho thân phận gia chủ trung tâm biệt thự, mà là dọc theo Tống Hồ tản bộ. Sở Trần, nhà anh ở đâu? Tống Nhan đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Sở Trần dừng bước lại, thần sắc toát ra tưởng niệm, nhà tôi ở Kinh Thành, là hoa hạ đệ nhất gia tộc nhà họ Sở Sở Thiếu gia. Từ nhỏ ai, a à bà xã, em đi như thế nào nhanh thế? Sở Trần đuổi theo mấy bước, Tống Nhan đều không biết mình hôm nay đến tột cùng bao nhiêu lần xem thường hắn. Đột nhiên cảm thấy Sở Trần duy trì trạng thái đần độn cũng không tệ tí nào, chí ít sẽ không như thế khoác lác. Ngay cả hoa hạ đệ nhất gia tộc cũng dám nói ra. Tống Nhan cũng chưa từng nghe qua,
kinh thành hào môn thế gia bên trong có nhà họ Sở. Hai người dọc theo hồ nước một đường đi, thỉnh thoảng nói mấy câu. Tuy là sớm chiều ở chung 5 năm, nhưng 5 năm này, Sở Trần đều là lấy hình tượng tên ngốc xuất hiện trước mặt Tống Nhan, giữa hai người, cũng không có chủ đề gì có thể nói chuyện. Tam tiểu thư, phía sau truyền đến thanh âm của chị Tường, vẫn đang thở hồng hộc chạy tới, cuối cùng tìm được các người. Bọn hắn lại phái người đến thúc tôi à? Sở Trần nói, trở về nói bọn hắn báo cho Diệp Thiếu Hoàng, đừng quấy rầy vợ chồng chúng ta tản bộ. Không phải, chị Tường lắc đầu, tới thăm em, không phải Diệp Thiếu Hoàng, là thiếu gia nhà họ Hạ. Hai người Sở Trần Tống Nhan nhìn nhau một chút, rất nhanh, hai người sóng vai đi gần tới phòng khách của biệt thự. Người của nhà họ Tống đều đang ở đây, ngay cả Tống Thiên Dương cũng đã trở về, từ thần sắc trên khuôn mặt của Tống Thiên Dương có thể nhìn ra, chuyến này ra ngoài, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Sở Trần, ánh mắt phức tạp, mang theo khó có thể tin. Thiếu gia từ nhà họ Hạ vừa bắt đầu vào cửa, đã đề cập qua nhiều lần cái tên Sở Trần. Nếu như không phải lão gia tử tự mình tới tiếp đãi hạ thiếu gia liền nghĩ sẽ trực tiếp đi tìm Sở Trần. Cũng không biết có cái vận khí cứt chó gì, bỡ đỡ được hạ thiếu gia. Tống Vân nhìn qua Sở Trần, nói thầm lên, chẳng lẽ là hạ thiếu gia bình thường chưa thấy qua đồ đần, cảm thấy cái này đồ đần rất có hứng thú. Tống Vân đầy bụng oán khí, chồng của cô ta bản gia nhà họ Lâm, chủ yếu kinh doanh chính là điều chế dược phẩm. Vốn nên là dưới mắt bên trong người nhà họ Tống nên là ứng cử viên có tư cách nhất để cùng hạ thiếu gia trao đổi, nhưng mà hạ thiếu gia, hết lần này tới lần khác chọn chúng tên ở rể ngốc nghếch, Sở Trần. Cậu đi theo ta, Tống Thiên Dương mang theo Sở Trần đi ra ngoài, Tống Nhan thần sắc nghi hoặc, Tô Nguyệt nói, hạ thiếu gia cùng ông nội con tới thư phòng, có điều, hạ thiếu gia đặc biệt căn dặn, Sở Trần đến, liền dẫn hắn đi. Tống Nhan nghẹn họng nhìn chân chối, khó trách vừa lúc tiến vào. Người nhà họ Tống đều đưa ánh mắt nhìn Sở Trần, tại vẻ khinh thường bên trong, lại mang theo đố kỵ. Phần đãi ngộ này, nhà họ Tống không có người thứ hai có thể được hưởng. Trước cửa thư phòng, Tống Thiên Dương thấy Tống Trường Thanh đang đứng bên ngoài thư phòng, không khỏi ngơ ngẩn. Tống Trường Thanh khuôn mặt mỉm cười, tâm tình dường như không sai, Tiểu Bắc nói, khi há viết chữ quen một mình yên tĩnh, các người chờ một lát rồi vào. Lúc này, trong thư phòng, lập tức truyền ra thanh âm Hạ Bắc. Là Sở Trần tới rồi sao? Để Sở Trần mau tới mài mực cho tôi nào. Tống Trường Thanh nhìn thoáng qua Sở Trần. Cái tên ở rể nhà họ Tống, hắn mới chỉ gặp qua ngày kết hôn của Sở Trần cùng Tống Nhan. Về sau, Sở Trần chưa từng có từng tiến vào trong phạm vi tầm mắt của Tống Trường. Cửa lớn thư phòng mở ra. Sở Trần cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hạ Bắc đang ngồi trên ghế, ủ rũ, trong tay cầm một cây bút lông. Hạ thiếu gia còn rất có nhã hứng. Sở Trần mỉm cười đi lên trước, vậy mà đến nhà họ Tống viết chữ. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới giúp tôi nghĩ một chút biện pháp. Hạ Bắc vò huyệt thái dương, mặt mày ủ rũ. Nghĩ biện pháp gì? Sở Trần nghi vấn, Hạ Bắc thần sắc có chút xấu hổ, đè thấp lấy thanh âm. Vừa rồi tại phòng khách cùng Tống lão gia tử nói chuyện phiếm, hắn hỏi tôi bình thường có sở thích gì. Tôi liền nói, tôi thích nhìn xem sách, viết chữ, tu dưỡng tâm tình, kết quả. Lão gia tử nói muốn nhìn xem bút pháp công lực của tôi, còn nói sau 5 ngày là cái Di Kim Than Thành khai trương đại lễ, có cái sự kiện hướng toàn thành hoạt động viết thư pháp, muốn tôi tham gia viết thư pháp. Sở Trần càng không rõ ràng, mơ hồ nhìn xem Hạ Bắc, vậy cậu là viết không được sao? Hạ Bắc khóc, nhưng con mẹ nó chứ tôi chỉ là đang khoác lác thôi. Sở Trần, Hạ Bắc lại giải thích một lần về sau, Sở Trần cuối cùng hiểu ra. Đơn giản tình hình chung. Tên ngốc này trước mặt lão gia tử khoe khoang, kết quả hiện tại đâm lao phải theo lao. Đừng nói đến thư pháp gì đó, cái đồ chơi này tôi trên cơ bản đều không có từng thử qua. Hạ Bắc quơ quơ bút lông trong tay, lập tức nhíu mắt nhìn Sở Trần, mặt ủ mày trao, cậu tranh thủ thời gian giúp tôi nghĩ một chút biện pháp, phải qua được cửa này lại nói tiếp, nếu không, tôi làm bộ bị cảm nắng rồi hôn mê. Sở Trần thấy Hạ Bắc dường như lập tức liền nghĩ té xỉu, lắc đầu, nhẹ nhõm nói. Không phải chỉ là viết thư pháp thôi sao, anh đến mài mực cho tôi. Hạ Bắc sững sờ cả người, nhìn Sở Trần đã cầm bút lên, Hạ Bắc lấy lại tinh thần, bất ngờ nói, Sở Trần, cậu có thể viết sao? Sở Trần liếc nhìn Hạ Bắc không nói nên lời, viết chữ, ai lại không biết? Hạ Bắc vội vàng hạ giọng, ngập ngừng nói, Sở Trần, ý tôi là, tài nghệ của cậu thế nào? Cũng tạm được, tôi có một người thầy được mệnh danh lỡ bút tiên, Sở Trần đáp.
Khóe miệng Hạ Bác nhếch lên âm thầm, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã thổi mình thành thần bút trước mặt Tống lão gia tử. Sở Trần cầm bút, Hạ Bác vừa xoa mực bên cạnh vừa chú ý tới biểu hiện của Sở Trần. Hắn cũng vô cùng tò mò về cậu con rể ngốc nghếch họ Sở này. Ngay từ đầu, Hạ Bác đã cảm thấy tên ở rể họ Sở này giống như ẩn chứa thực lực, cũng hoàn toàn không ngốc chút nào. Tuy nhiên, hình ảnh trước mắt anh không loại trừ khả năng hắn ta đang khoe khoang. Hạ Bác không tin rằng Sở Trần, người trẻ hơn mình, có thể viết tốt. Sở Trần ánh mắt rơi vào trên trang giấy trắng. Tiếng múa sư tử sáng nay ở Hồ Tống, cũng như những lời Tống Thu nói đều vang lên trong tai. Nhà họ Hoàng, một gia đình giàu có lớn nhất ở Thiên Thành. Kim Than Thành, nơi tụ họp lớn của giới trẻ, mặt hướng toàn thành phố thu thập thanh niên. Đừng nói là viết, cho dù muốn nói một lời, tôi cũng không nghĩ ra viết cái gì trên tờ giấy ngắn ngủi này. Hạ Bác thở dài, trùng hợp cái đây là sinh nhật lần thứ 80 của Hoàng lão gia, người này đơn giản là truyền kỳ sống sờ sờ, tôi thực sự nghĩ không tôi ngoài trừ một bức thư pháp chuyên nghiệp, thì có cái gì có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng lão gia. Sở Trần bắt đầu viết, ngòi bút sắc nét như rồng xanh đang hút nước, lộng lẫy, khí thế bàng bạc hành văn liền mạch lưu loát. Hạ Bác cảm thấy mắt mình dường như có ảo giác, chói mắt. Trong nháy mắt, Sở Trần ngừng viết, Hạ thiếu gia, tới xem một chút. Sở Trần nói, Hạ Bác vội vàng đi tới, kéo tờ giấy dài lên, nhìn chằm chằm vào chữ đầu tiên, thật lâu không nói ra lời. Sở Trần chịu không nổi, lên tiếng nhắc nhở, Hoàng. Hạ Bác lập tức buột miệng hỏi, Hoàng lão gia tử sinh nhật vui vẻ. Sở Trần, hắn có chút nghi ngờ không biết vị thiếu gia họ Hạ này có phải là hàng giả. Dù sao cũng là gia tộc họ Hạ nổi tiếng Dương Thành, một gia tộc giàu có, sao lại có thể bồi dưỡng ra một con người ngu dốt như vậy. Trong bữa tiệc đêm qua, hắn cũng buồn bã hỏi mình yêu nước hay yêu cái đẹp. Bây giờ nó có vẻ là đang khoác lác, cho anh tay một giang sơn, anh ta cũng không giữ được đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.